Hồi 19, sách ngạch đồ bàn cách chia tiền, vì tiểu bảo ở kỹ viện từ thuở nhỏ bị người ta khinh khi kêu bằng, quân chó đẻ, phường khốn kiếp, và ai cũng thoá mạ không ngớt miệng. Từ khi gã được nhà vô quyến cố thì bất luận là ai ở trong hoàng cung cũng ra chiều kính cẩn đối với gã. Gã là một đứa nhỏ 14,15 tuổi có bao giờ được người ta tôn kính như vậy. Bây giờ gã thấy sách ngạch đồ và phủ ngao bái, bốn mặt tám phương đều kính nể lão văn võ quan viên đối với lão cực kỳ khép nép. Thế mà lẫn đối với gã lịch sự vô cùng, gã không khỏi khoan khoái trong lòng và sinh ra mối hảo cảm đối với lão. Gã liền hỏi, sách đại nhân có điều chi cứ dạy bảo, xin cứ nói rõ cho tại hạ nghe. Sách ngạch đồ cười đáp dạy bảo thì không dám, có điều lão phu nhiều tuổi hơn chốt chợt nghĩ ra một điều, quế công công. Hai pho kinh này chính Đức Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đã phán bảo phải lấy đưa về nội cung đồng thời ngao bái lại giấu ở trong kho báu vật thì chắc không phải chuyện tầm thường. Chúng ta đều không hiểu nên muốn mở coi, cả lão phu cũng vậy, nhưng e rằng trong sách có ghi chép những văn tư quan hệ. Hoàng Thái Hậu không ưa bọn ta là kẻ vi thần mà lại dòm dò vào. Vụ này, vụ này, vì tiểu bảo là người thông minh lanh lợi, gã thấy sách ngạch đổ nhắc tới chuyện quan hệ của nó không phải tầm thường liền tĩnh ngộ ngay gã giật mình kinh hãi vội đút sách vào túi đặt lên bàn đã Phải lắm, phải lắm, sách đại nhân, tại hạ không hiểu đạo lý suýt nữa tự gây vạ lớn. Xin đa tạ đại nhân có lòng chỉ giáo. Sách ngạch đồ cười nói, Quế Công Công dạy quá lời. Hoàng thượng sai anh em ta làm việc với nhau thì việc của Công Công cũng là việc của Lão Phu. Sao còn có chuyện riêng Tây? Nếu Quế Công Công không coi Lão Phu như người nhà hoặc ngược lại thì Lão Phu đã chẳng dám nói thật tình như vậy. Vì tiểu bảo nói, đại nhân là một vị quan lớn tại triều, còn tại hạ, bất quá là, một tên tiểu thái giám thì nào tại hạ dám coi sách đại nhân như người nhà. Sách ngạch đồ giơ tay vẫy bọn quan quân rồi hô to, các ngươi hãy ra cả ngoài kia để chờ bọn ta, nếu ta không gọi thì đừng vào. Các quan viên khom lưng nói, giả dạ, giả, dạ, xin tuân lệnh lão ra, rồi rút lui ra ngoài. Sách ngạch đồ nắm tay vì tiểu bảo nói, quế công công, công công đừng nói thế nếu quế công công mà hợp ý cùng sách mỗ thì chúng ta kết làm anh em được chăng vì tiểu bảo giật mình ấp úng hỏi lại tại hạ kết bái với sách đại gia tại hạ đâu có xứng đáng sách ngạch đồ đá quế huynh đệ nếu huynh đệ còn nói vậy là tổn thọ cho sách mỗ lắm đấy không hiểu tại sao sách mỗ vừa thấy quế huynh đệ là sinh lòng yêu mến ngay anh em mình vào phật đường làm lễ kết bái huynh đệ từ nay chờ đi bất cứ việc gì cũng lấy tình thân như anh em một nhà mà đối đãi với nhau có điều đừng để cho hoàng thượng biết và cũng dừng lộ chuyện với ai thì chẳng sợ chi hết lão nắm chặt tay vì tiểu bảo ra vẽ rất ân cần và nói bằng một giọng nói rất thành thật nguyên sách ngạch đồ thấy ngao bái bị hạ rồi tất hoàng thượng sẽ trọng dụng mấy người thân tín làm đại thần để giao phó công việc đây là lần đầu vua khang hy ra chiều thân thiện với lão lão đoán chừng nay mai sẽ được thăng lên chức quan cao. Nhưng làm quan tại triều muốn được nhà vua sủng ái thì phải hiểu rõ tâm tính của ngài. Lão nhận thấy mấy câu binh vực vào tay nhà vua sẽ được lợi vô cùng. Mà cũng không cần gã phải nói tốt cho mình, chỉ có sao gã tiết lộ những thị hiếu của nhà vua cùng những điều ngài không ưa cho lão biết là lão sẽ lựa chiều làm vừa dạ được ngay. Sách ngạch đồ sinh trưởng trong nhà quan lớn phụ thân lão là sách ni đã làm người đứng đầu trong bốn vị cố mệnh đại thần nên biết rõ cách thăm dò ý tứ nhà vua đó là yếu quyết duy nhất để làm quan to hiện giờ lão gặp cơ hội hiếm có cho lão lão chỉ cần lung lạc được tên tiểu thái giám này là ngày sau bước hiền đạt không biết đến đâu mà nói cả đến việc bới tường phong hầu cũng không khó khăn gì sách ngạch đồ chợt động tâm linh liền đề nghị kết nghĩa chi lan với vi tiểu bảo vi tiểu bảo tuy là người minh mẫn nhưng chưa hiểu chút gì trong bước đường quan lại và việc triều chính. gã cho là ông quan lớn này thực tình yêu mến gã thì trong lòng ngấm ngầm đắc ý gã ngập ngừng đáp cái đó, cái đó thật tình tại hạ không nghĩ tới. sách ngạch đồ kéo tay gã thân mật nói đi đi chúng ta vào trước phật đường. người mãn châu rất dùng tín đạo phật nên trong các phủ văn võ đại thần đều có thiết lập bàn thờ phật. hai người đến trước phật đường sách ngạch đồ thắp hương rồi kéo vi tiểu bảo quỳ xuống trước bàn thờ Phật. Lão lại mấy lại rồi khấn, đệ tử là sách ngạch đồ, bữa nay cùng, cùng. Lão quay lại hỏi, Quế huynh đệ, danh hiệu của Quế huynh đệ là gì? Đến bây giờ sách mỗ vẫn chưa hay, mà cũng không thỉnh giáo, mới thật là hồ đồ. Vì tiểu bảo ấp úng đáp, tại hạ, tại hạ, là Quế tiểu bảo. Sách ngạch đồ cười nói, tên hay quá, Quế huynh đệ đúng là vật báu trong loài người vì tiểu bảo nghĩ thầm ngày mình còn ở dương châu mọi người đều kêu bằng thằng chó đẻ vi tiểu bảo kia thì hai chữ tiểu bảo có tốt đẹp gì đâu lại nghe sách ngạch đồ nói tiếp đệ tử là sách ngạch đồ bữa nay cùng quế tiểu bảo kết nghĩa đệ huynh từ đây hai người cùng hưởng phước lành cùng chia hoạn nạn tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nếu ai quên điều nghĩa khí thì trời chu đất diệt vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được lão thể rồi lại dập đầu lại mấy lạy đoạn quay sang bảo vi tiểu bảo quế huynh đệ huynh đệ cũng tuyên thệ đi vì tiểu bảo nghĩ bụng tuổi lão lớn hơn mình nhiều nếu chết cùng ngày với lão thì mình thua thiệt to nhưng sau hắn lại tự nhủ mình có phải là quế tiểu bảo cóc đâu mà ngại cứ thể chăng thề cuội thì có chết ai gã nghĩ vậy liền dập đầu trước tượng phật hô lớn đệ tử là quế tiểu bảo trước nay vốn làm tiểu thái giám trong hoàng cung ai nấy kêu bằng tiểu quế tử, nay đệ tử cùng sách ngạch đồ đại nhân, sách lão ca kết thành huynh đệ, cùng hưởng phúc lành cùng chi chia hoạn nạn. Tuy không sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu tiêu quế tử không nghĩ đến nghĩa anh em thì sẽ bị trời chu đất diệt, tiểu quế tử vĩnh viễn không còn ngày nào ngóc đầu lên được. Vì tiểu bảo chốt bao nhiêu tai họa lên đầu tiểu quế tử miệng gã nói liếng thoáng khiến sách ngạch đồ không biết đâu mà nghe cho hết và không thể hiểu trổ dụng ý của vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo nghĩ bụng, vừa rồi ta không thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày mà chỉ khấn chết cùng ngày cùng tháng thì chẳng lo gì. Tỷ như gã tết mùng 3 tháng 3 thì mình có về trầu trời cùng ngày mùng 3 tháng 3 như hàng mấy chục năm hay trăm năm sau thì cũng chẳng tua thiệt gì. Sách ngạch đồ nghe vi tiểu bảo tuyên thệ xong, hai người quay vào nhau lại tám lạy rồi đứng lên cười ha ha sách ngạch đồ cười nói, huynh đệ, chúng ta đã làm lễ kết nghĩa đệ huynh thì tình thân mật, còn thắm thiết gấp 10 anh em ruột. Từ nay hiền đệ muốn ca ca giúp đỡ việc gì thì cứ nói ra, đừng có ngại chi hết. Vì tiểu bảo cười đáp cái đó sách đại ca bất tất phải nhắc tiểu đệ, từ ngày lọt lòng mẹ, tiểu đệ đã không hiểu hai chữ e ngại là gì. Sách ngạch đồ cười khanh khách nói và anh em ta kết nghĩa chi lan bữa nay hiền đệ không nên tiết lộ với người ngoài để họ khỏi phòng ngừa chúng ta và lại theo quy cũ quy định thì chúng ta là ngoại thần không thể thân thiết với hiền đệ trong nội quan được đây là mối tình phát ra tự đáy lòng xui khiến chúng ta kết nghĩa chi lan vì tiểu bảo nói phải rồi phải rồi đây là phát ra tự đáy lòng sách ngạch đồ lại cười nói khi ở trước mặt người ngoài tiểu huynh vẫn kêu hiền đệ bằng quế công công và hiền đệ vẫn kêu tiểu huynh bằng sách đại nhân Mai mốt hiền đệ đến nhà ca ca, ca ca sẽ mời hiền đệ sơi rượu coi hát, để anh em vui chơi một bừa. Vì tiểu bảo cả mừng, rượu thì gã không uống được mấy, nhưng coi hát thì gã ưa lắm, ưa hơn cả những thứ khác. Bất giác gã vỗ tay reo, hay lắm, hay lắm, cái gì chứ coi hát thì tiểu đệ chịu lắm. Đại ca định hôm nào cho coi hát, sách ngạch đồ đáp hiền đệ đã ưa môn đó thì thường tới nhà ca ca chỉ cần hiền đệ được rãnh bừa nào cho ca ca biết là ca ca chuẩn bị ngay. Vì tiểu bảo hỏi, vậy ngày mai được không? Sách ngạch đồ đá tuyệt diệu, ngày mai vào khoảng giờ dậu tiểu huynh chờ hiền đệ ở cửa cung. Vì tiểu bảo hỏi, tiểu đệ ra khỏi cung có sao không? Sách ngạch đồ đá dĩ nhiên không sao cả. Ban ngày hiền đệ trầu hầu hoàng thượng nhưng đến tối thì còn ai dám hỏi gì tới hiền đệ nữa. Nhất là hiền đệ đã thăng lên thủ lãnh thái giám là một nhân vật rất được hoàng thượng chú ý thì còn ai mà dại gì gây chuyện với hiền đệ vì tiểu bảo hớn hở tươi cười gã đã định ngày mai chuồn khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nhưng gã nghe sách ngạch đồ nói địa vị gã không phải tầm thường có thể tự do xuất nhập cung thì gã không vội tính nước bỏ đi nữa liền cười nói hay lắm vậy chúng ta cứ thế từ nay anh em chúng ta cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn Sách ngạch đồ dắt tay tiểu bảo nói, bây giờ chúng ta lại vào phòng ngao bái. Sách ngạch đồ coi kỹ lại những đồ vật mới lấy ở dưới hầm lên rồi hỏi, hiền đệ, hiền đệ, thích thứ gì, vì tiểu bảo đã tiểu đệ chả hiểu thứ gì quý trọng hết. Xin sách đại ca lựa dùng. Sách ngạch đồ nói, được rồi, đoạn lão lấy hai sâu châu báu, một đai ngọc phỉ thúy nói, hai thứ châu báu này đáng tiền lắm đây, hiền đệ lấy đi. Vì tiểu bảo đã được lắm rồi gã đốt sâu minh châu và đai ngọc phỉ thúy vào bọc. Tiện tay gã cầm lấy thanh trùy thủ, gã thấy lưỡi trùy thủ này rất trầm trọng, cả lưỡi lẫn chui dài một thước năm tất, xò vào trong một cái túi da cá, về phân lạng và kiểu cách không khác gì một thanh trường đao hay trường kiếm thông thong. Vì tiểu bảo cầm chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ thì một luồng hàn khí xông lên làm cho lỗ mũi cay, khiến gã phải hắt hơi. Gã coi lại thấy lười trùy thủ này đen như mực không có ánh sáng chi hết thì nghĩ bụng, ngào bái đã coi lười trùy thủ này là báu vật, giấu vào kho tàng bảo thì hẳn là một thanh bảo đao, ngờ đâu nó cũ kỵ khó coi thế này, chẳng khác gì một thanh gươm gỗ. Gã lấy làm thất vọng liền bỏ xuống một bên, bỗng nghe đánh, sột, một tiếng, lười trùy thủ đã cắm ngập vào trong sàn gỗ ngập tận chui. Vì tiểu bảo cùng sách ngạch đồ đều la lên một tiếng, ái trà, ra chiều kinh ngạc đây là vi tiểu bảo tiện tay liệm xuống chứ không vận kinh lực chút nào mà và cầm chuôi dao liệm ra chứ không đâm bằng mũi đao xuống. Không ngờ đàng mũi nặng hơn đàng chuôi, nên rớt xuống trước đâm ngập vào sàn gỗ. Như vậy thì nó phải sắc bén đến trình độ không thể tưởng tượng được, có thể nói lời trùy thủ này chặt sắc như chặt bùn. Vi tiểu bảo cúi xuống lượm thanh trùy thủ lên nói, thanh đoàn đao này có trô kỳ lạ sách ngạch đồ thấy vì tiểu bảo biết nhiều hiểu rộng liền đáp, xem chừng đây là một thanh bảo kiếm, chúng ta hãy thử coi. Lão nói rồi rút trên tường một thanh mã đao, thanh mã đao vừa kéo ra khỏi võ đã thấy bạch quang sáng lóe mắt. Đúng là một thứ binh khí rất sắc bén, lão cầm ngang thanh đao nói, hiền đệ, hiền đệ hãy cầm thanh đoàn kiếm kia mà chém xuống thanh mã đao này. Vì tiểu bảo liền dơ lười chùy tù lên chém xuống mã đao đánh bực một tiếng thanh mã đao lập tức gãy thành hai đoạn. Cả hai người cùng reo lên, hay quá, lưỡi trùy thủ này là một thanh kiếm báo hiếm có không còn nghi ngờ gì nữa. Lạ ở chỗ nó chém gãy thanh mã đao nghe như chém gỗ mục, chứ không phải là tiếng kim thiết đụng nhau. Sách ngạch đồ cười nói, kính mừng hiền đệ, hiền đệ được thanh bảo kiếm này ở trong nhà ngao bái. Nó có thể là bảo vật đứng đầu, vì tiểu bảo vui mừng khôn xiết đáp sách đại ca, nếu đại ca muốn lấy, tiểu đệ xin nhường lại. Sách ngạch đồ xua tay nói, tiểu huynh xuất thân làm võ quan, từ nay chỉ muốn làm quan văn không thích làm quan võ nữa. Thanh bảo kiếm đó để hiền đệ lấy mà chơi hay hơn. Vì tiểu bảo sỏ thanh trùy tù vào bao kiếm buộc lên đai áo. Sách ngạch đồ cười nói, quế hiền đệ, thanh kiếm này ngắn, hiền đệ bỏ vào ống giày hay hơn. Đồng thời để người ta khỏi dòm thấy lúc vào cung nên biết theo luật lệ thanh cung ai không phải là nhất đằng thị vệ thì khi vào cung không được đeo võ khí. Vì tiểu bảo đáp phải rồi, đoạn gã sỏ thanh trùy thủ vào ống giày, gã lấy được thanh bảo kiếm này rồi không để ý đến báu vật nào khác nữa. Sau một lúc gã không nhịn được lại rút lười trùy thủ ra và lấy một cây thiết mâu trên tường xuống. Chát, một tiếng, gã đã chặt thanh thiết mâu đứt làm hai đoạn, vì tiểu bảo vẫn còn tánh trẻ nít, gã đã lấy được bảo kiếm rồi nhìn thấy mọi vật trong nhà ngao bái tiện tay chém lia chém lia. Gã lại dùng mũi chùy tù vẽ hình một con rùa đen lên trên mặt bàn. Gã vừa vẽ xong đập đánh, chát, một tiếng, hình con rùa rớt xuống, chính giữa mặt bàn lộ ra trồ thủng hình con rùa, sách ngạch đồ chăm chú đi điều tra và kiểm điểm mọi vật khác trong kho tàng bảo của ngao bái. Lão thấy trong đống châu báu có bộ y phục lấp loáng ánh ngân quang liền cầm lên thì thấy nhẹ hùng tấm áo này mềm nhũn không phải chế bằng tơ hay bằng lông và chẳng hiểu làm bằng chất gì. Lão có ý vành cạnh vi tiểu bảo liền nói, hiền đệ, bộ áo này mặc nhẹ mà rất ấm. Hiền đệ bỏ áo ngoài ra mặc vào trong đi. Vi tiểu bảo hỏi, phải chăng đây cũng là một thứ bảo bối? Sách ngạch đồ nói, áo này mềm nhũn, rộng một tí có ăn thua gì? Vì tiểu bảo đón lấy áo thấy nó nhẹ và mềm lại nhớ đến năm trước gã xin mẫu thân may cho một tấm áo bông, nhưng mẫu thân gã xoay sở mấy ngày không được tiền rồi không may nữa bây giờ gã thấy tấm áo này hay hơn áo bông nhiều định bụng hay lắm ta mặc áo này về dương châu để cho má má coi gã liền bỏ áo ngoài mặc tấm áo nhẹ vào trong rồi mới mặc áo ngoài phủ lên kể ra tấm áo này kích thước hơi rộng may ở chỗ nó vừa mỏng vừa mềm mại muốn sắn tay lên cũng không gặp điều chi trở ngại sách ngạch đồ điều tra xong kho tàng bảo của ngao bái liền kêu thủ hạ vào để xem gia tài của ngao bái. Mới coi thanh đơn bất giác lão lắc đầu le lưỡi nói, thằng cha ngao bái thật khéo vơ vét, tài sản của hắn nhiều quá gấp đôi sự tiên liệu của ta. Lão lại xua tay cho bọn thuộc hạ lui ra rồi nhìn vi tiểu bảo nói, này hiền đệ, người ý hán chúng ta thường nói, nhìn dặm làm quan chỉ vì tiền. Phen này nhờ ơn chúa bao la phái anh em chúng ta đến đây là có ý để chúng ta được dịp phát tài. Bản thanh đơn này ta sửa lại trên 200 vạn lượng bạc, hiền đệ tưởng bảo bao nhiêu cho phải. Vì tiểu bảo đã tiểu đệ không hiểu, nhất thiết do đại ca chủ trương. Sách ngạch đồ cười nói trong thanh đơn kê tất cả 235 vạn, 3418 lạng. Bao nhiêu số dưới chúng ta để nguyên như cũ, chỉ có chữ nhị ở đầu xóa đi một nét và còn lại 135 vạn, 3418 lạng. Một nét xóa đi đó anh em ta chia đôi được chăng? vì tiểu bảo kinh hãi ấp úng đáp cái đó, đại ca, sách ngạch đồ cười hỏi, phải chăng hiền đệ chê ít, vì tiểu bảo đáp không phải, tiểu đệ không hiểu gì đâu, sách ngạch đồ nói, tiểu huynh bảo một trăm vạn lạng bạc đó anh em mình chia đôi, mỗi người năm chục vạn lượng bạc, nếu hiền đệ chê ít thì chúng ta thương nghị lại, vì tiểu bảo biến sắc, khi gã còn ở kỹ viện tại thành Dương Châu thì trong tay chỉ có được năm sáu lạc đã là đại phát tài khi ở Hoàng Cung cùng người đánh bạc đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng chỉ đến vài trăm lạng bạc là cùng. Nay gã đột nhiên nghe thấy được chia phần năm chục vạn lạng bạc thì cơ hồ không tin ở tay mình. Sách ngạch đồ không ngớt lấy châu ngọc nhét vào tay gã và cũng là để bịt miệng gã. Cốt sao ở trước mặt hoàng đế gã đừng nói rõ bộ mặt thật về tài sản nhà ngao bái là đủ. Nên biết hoàng thượng rất tín nhiệm vi tiểu bảo. Gã mà lộ ra một chút thì chẳng những bao nhiêu tiền của lão nuốt không trôi phải nhà ra hết mà còn nguy hại đến bước tiền trình, mắc vào vòng tội lùi. Sách ngạch đồ thấy vì tiểu bảo vẽ mặt ra chiều khác lạ, vội nói, hiền đệ định làm thế nào, tiểu huynh cũng nghe theo như vậy. Vì tiểu bảo thở phào một cái đáp, tiểu đệ đã nói nhất thiết mọi việc đều do đại ca chủ trương, tiểu đệ chỉ biết tuân theo. Có điều đại ca chia cho năm chục vạn lãng bạc thì tiểu đệ thấy, nhiều quá. Sách ngạch đồ khác nào chốt bỏ gánh nặng, lão cười khanh khách nói, không nhiều không nhiều đâu, có gì mà liều. Bây giờ tiểu huynh dề nghị chia cho bọn thuộc hạ mỗi tên một ít cho chúng cũng được hưởng mới vui vẻ cả làng. Tiểu huynh lấy 5 vạn lạng bạc trong phần của tiểu huynh cho bọn chúng chia nhau. Còn huynh đệ cũng lấy ra 5 vạn lạng bạc chia cho công phi thái giám. Họ được chấm mút mỗi người được một ít là không nói chuyện lôi thôi gì nữa. Vì tiểu bảo buồn giàu đáp thế thì hay thật nhưng tiểu đệ không biết phân chia như thế nào sách ngạch đồ lại nói, những chuyện đó để tiểu huynh làm hết cho xong, có thế thì hiền đệ đi đâu chúng cũng kính sợ không dám đắc tội. Chúng bảo nhau quế công công tuy còn nhỏ tuổi nhưng sự sự đáng mặt bạn hiểu. Cứ có tiền là xong hết, phần của hiền đệ đem về mà xài, từ nay anh em mình sẽ thuận bườm xuôi gió, còn có phần nương tựa vào những người chung quanh mình. Vì tiểu bảo nói, giả dạ, giả dạ, đúng thế, sách ngạch đồ lại nói, số tiền 50 vạn lạng bạc này, nhà ngao bái cũng không có bằng tiền mặt. Vậy chúng ta phải bán một phần sản nghiệp của hắn để làm cho gọn và khiến cho người ngoài không nắm được dấu vết gì nữa. Hiền đệ ở trong cung thì những vàng thoi bạc nén cũng không có chỗ cất phải không? Vì tiểu bảo đột nhiên vớ được một món hoành tài kết dù năm chục vạn lạng khiến đầu óc gã hoang mang không biết làm thế nào. Bất luận sách ngạch đồ bảo sao gã cũng vâng vâng dạ dạ. Sách ngạch đồ cười nói, mấy hôm nữa, Tiểu huynh kêu mấy tiệm kim hoàn đánh vàng thoi bạc nén, cứ một trăm lạng hay năm chục lạng là một thoi. Hiền đệ để ở bên mình, khi nào cần xài sẽ đem đến tiệm kim hoàn đổi thành tiền bạc, như thế vừa tiện vừa ổn. Trừ phi có người đến sở túi để, còn thì chẳng ai biết được là Hiền đệ nhỏ tuổi như vậy mà đã thành một tay đại hào phú ở Bắc Kinh chúng ta rồi. Ha ha, rất lời lão nổi lên chàng cười ha ha, vì Tiểu Bảo cũng cười theo nhưng trong bụng gã vẫn còn có chút nghi ngờ, tự hỏi, ta có 45 vạn lạng bạc ư, phải chăng đây là chuyện thật hay là ta đang ngủ mơ? Rồi gã lại nghĩ tiếp với món tiền lớn lao 45 vạn bạc ta sẽ tiêu xài bằng cách nào? Dù ăn nhiều uống lắm cũng không hết được bấy nhiêu vàng. Mẹ kiếp, hàng ngày ta có ăn gan thiên lôi thì suốt đời cũng chẳng hết 40 lạng bạc. Còn mẹ nó, phen này lão ra về Dương Châu mở ngôi nhà kỹ viện sang trọng gấp 10 lệ xuân viện cũng được. Hồi 20, sợ lộ tẩy vi tiểu bảo kinh hồn. Nên biết vi tiểu bảo từ nhỏ đã hoài bảo chi lớn là sau này nếu phát tài gã sẽ mở một kỹ viện to lớn và sang trọng hơn lệ xuân viện. Gã nghĩ vậy rồi mặt mày hớn hở ra chiều sung sướng vô cùng. Gã thường nói với tụi đầu bếp ở lệ xuân viện, con mẹ nó. Chúng nó có cái lệ xuân viện thì đã ra gì? lão gia mà đại phát tài thì sẽ lập ngay phía đối diện một tòa lệ hạ viện, một tòa lệ thu viện, lại mở thêm một tòa lệ đông viện để cạnh tranh. chúng nó không còn một người khách nào bước chân vào cửa nữa thì chỉ có đường bỏ nghề. gã nghĩ tới mở một lúc mười kỹ viện nổi tiếng ở Dương Châu khiến cho nhân sĩ phải lắc mắt, bất giác gã vui sướng khác nào mở cờ trong bụng. sách ngạch đồ dường như đoán được tâm sự của Vi Tiểu Bảo, chỉ cười thầm. lão nói hiền đệ. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng dặn chúng ta phải mang hai pho kinh vật về trình các ngài. Vậy chúng ta hãy làm xong việc này đã, còn tài sản của Ngao Bái Thủng Thẳng sẽ thanh toán cũng chưa muộn. Vì tiểu bảo gật đầu khen phải, sách ngạch đồ liền lấy hai tấm đoạn bọc hai pho kinh Phật cẩn thận lại, mỗi người ôm một pho trở vào Hoàng Cung ra mắt vua Khang Hy. Nhà vua thấy hai người làm xong công việc sai phái mà Hoàng Thái Hậu đã giao cho thì Long Nhan hớn hở nhà vua sai vi tiểu bảo ôm kinh đi theo ngài vào cung hoàng thái hậu. Sách ngạch đồ không được vào cung liền cáo từ lui ra, đến thanh toán gia sản của ngao bái. Trong khi đi đường, vua Khang Hy hỏi, tài sản của ngao bái cộng độ bao nhiêu? Vì tiểu bảo tâu, sách đại nhân mới sơ bộ kiểm tra nói là cộng được 135 vạn 3418 lạng bạc. Gã tâu theo số mục do sách ngạch đồ nói ra, đồng thời gã có ý dò xét tâm lý hoàng đế vạn nhất mà ngài điều tra ra được thì còn có chỗ chối cãi. Nguyên vi tiểu bảo không hiểu những tệ riêng Tây, nhưng về môn cắp vặt đối với gã là sự thường. Năm gã lên năm tuổi, một ả à kỹ nữ đưa cho gã năm đồng bảo ra chợ mua mấy trái đào, gã lấy một đồng mua kẹo ăn trước. Còn bốn đồng mua đào về cho ả à kỹ nữ, ả à kỹ nữ kia không biết còn thường gã một trái đào. Vì tiểu bảo cho là tiền bạc vào tay thì thế nào cũng phải dính đôi chút, đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần khi người ta điều tra miễn mình cải cho có lý thì thôi. Vua Khang hy hắng giọng một tiếng rồi hỏi, thằng cha ngao bái hút máu mũ của Lê Dân đã nhiều mà gia sản cộng được một trăm ba mươi mấy vạn lạng tường cũng không là quá đáng. Vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng, đây là chưa kể đến một trăm vạn lạc để hai người chia. Nhà vua cùng vi tiểu bảo vừa đi vừa nói chuyện đã vào tới cung Thái Hậu. Thái hậu nghe nói hai pho kinh Phật đã lấy về thì mặt mày hớn hở. Ngài đưa tay ra đón lấy, mở tấm đoạn bọc ra. Thái hậu trông thấy kinh rồi tươi cười khen tiểu quế tử, người thật là người được việc. Vì tiểu bảo quỳ xuồng vấn an rồi tâu, đây là nhờ hồng phúc của Thái hậu cùng Hoàng thượng. Thái hậu quay lại ngó tên tiểu cung nữ đứng bên cạnh phán, nhị sơ, người dẫn tiểu quế tử này vào trong lấy trái cây cùng bánh kẹo thưởng cho gã ăn tiểu công nữ tên gọi nhị sơ vào cờ 13,14 tuổi mà dung mạo rất xinh tươi. Thị Mĩm cười đáp, xin vâng lệnh dụ, vì tiểu bảo lại vấn an lần nữa nói, tạ ơn Thái hậu ban thường, tạ ơn Hoàng thượng, vua Khang Hy nói, tiểu quế tử, người ăn trái cây rồi cứ tự do ra về, chấm ở lại đây dùng cơm cùng Thái hậu, người bất tất phải trầu hấu, vì tiểu bảo vâng lời theo nhị sơ tiến vào nội đường. Nhị sơ đưa gã đến một gian phòng nhỏ vén rèm lên thì thấy phía trong có đặt mấy chục bình cao và kẹo mứt. Nhị sơ cười nói, tên ngươi là tiểu quế tử vậy hãy ăn mứt hoa quế này. Ả à nói rồi lấy một hộp mứt đưa cho gã. Hộp mứt này ướp hoa quế rất thơm tho ngon lành. Vì tiểu bảo cười nói, mời tỷ tỷ cùng ăn với tiểu dệ. Nhị sơ đáp, thái hậu thưởng cho ngươi thì ngươi ăn. Ngài không ban thưởng cho ta khi nào ta dám ăn. Chúng ta là nô tỳ ăn vụng coi thế nào được. Vì tiểu bảo cười nói, tị tị ăn đi, có ai nhìn thấy đâu mà ngại, nhị sơ đỏ mượt lên, rồi tị lắc đầu mỉm cười nói, ta không ăn đâu, vì tiểu bảo nói, một mình tiểu đệ ăn để tị tị đứng bên nhòm coi bất tiện lắm. Nhị sơ cười đáp, phước khí ngươi lớn quá, ta chỉ chầu hầu thái hầu, đến hoàng thượng cũng không phải chầu hầu, vậy mà bây giờ đứng chầu hầu ngươi ăn kẹo mứt. Vì tiểu bảo thấy thị vui vẻ xinh tươi cũng cười nói, tiểu đệ chầu hầu hoàng thượng rồi cũng chầu hầu cả tỷ tĩ, tĩ ăn kẹo bánh nữa. Thế là hòa cả làng không ai thua thiệt, người ăn lẻ đi, thái hậu mà biết người cười cười nói nói với ta có khi người nổi giận đó. Vì tiểu bảo hồi ở trong lệ xuân viện thành Dương Châu đã từng thấy trò oanh Yến lã lơi. Từ ngày gã đến Hoàng Cung, bữa nay là lần đầu tiên kề cận một vị tiểu cô nương gã chợt động tâm linh nói, bây giờ chúng ta làm thế này, tiểu đệ lãnh ít kẹo mứt đem về, chờ tỷ tỷ trầu hầu thái hậu xong sẽ cùng nhau ăn bánh mứt. Nhị sơ hơi đỏ mặt lên nói, không được đâu, ta trầu hầu thái hậu xong thì đêm đã khuya rồi, vì tiểu bảo nói, đêm khuya cũng không sao, tỷ tỷ chờ tiểu đệ ở đâu, nhị sơ kề cận bên mình thái hậu. Những cung nữ khác đều lớn tuổi hơn ả mà câu chuyện hàng ngày giữa ả với những cô kia không ra tình mật thiết. Bây giờ ả à thấy vi tiểu bảo muốn bè bạn với ả à cùng ăn kẹo mứt, gã tỏ ý rất chân thành, khiến ả à không khỏi động tâm. Vi tiểu bảo lại hỏi tị tị tính chừng ta đợi nhau ở trong vườn hoa ngoài kia được chăng? Nhị sơ ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Vi tiểu bảo cả mừng nói, được rồi, vậy chúng ta cứ như thế. Tị tị lấy kẹo mứt đưa cho tiểu đệ đi. Tị tị thích thứ gì thì lấy nhiều vào. Nhị sơ mỉm cười hỏi lại, có phải một mình ta ăn đâu? còn ngươi thích thứ gì nào? vì tiểu bảo đáp tỷ tỷ thích thứ gì thì tiểu đệ thích thứ đó. lời gã ngon ngọt khiến cho nhị sơ rất vui vẻ. à, liền chọn lấy mười mấy thứ vừa bánh vừa kẹo mất đựng vào trong một cái hộp giấy. vì tiểu bảo khẻ nói, canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tỷ tỷ ở trong vườn hoa. nhị sơ gật đầu, khẻ dặn phải cẩn thận nghe. gã còn nhỏ tuổi chưa hiểu gì về mối tình yêu đương nam nữ nguyên trước gã được đánh bạn với đức hoàng đế hóa trang làm tiểu huyền tử chơi bời rất thỏa thích. Từ ngày chân tướng nhà vua bị tiết lộ gã không được kề cận nô dưỡng như trước nữa. Mấy bữa nay gã ở trong hoàng cung được mọi người nịnh nọt tâng bốc, tuy trong lòng đắc ý, nhưng vẫn thèm cái vui nô dưỡng. Bây giờ gã ước hẹn với một à tiểu cung nữ tương hội vào lúc nửa đêm. Trong cái nô dưỡng này còn thêm mấy phần nguy hiểm, gã càng lấy làm thú vị. Vì tiểu bảo về nhà hải lão công hỏi gã bữa nay làm những việc gì thì gã thuật lại việc đến phủ ngao bái kiểm tra tài vật. Dĩ nhiên gã giấu nhẹm vụ lấy cắp châu báu cùng lưỡi đao trùy thủ và việc chia lợi giữa gã và sách ngạch đồ. Sau cùng gã nói, công công, thái hậu sai tiểu tử đến nhà ngao bái lấy cả hai pho tứ thập nhị chân kinh đem về trình ngài. Hiện hai pho kinh này với pho để trên bàn thái hậu đều giống nhau hết hải lão công đột nhiên đứng dậy hỏi, trong nhà ngao bái cũng có hai pho tứ thập nhị chân kinh ư. Vì tiểu bảo đáp đúng thế, chính thái hậu cùng hoàng thượng truyền lệnh cho đi lấy, nếu không thì tiểu tử đã đánh cắp đem về cho công công mà chẳng một ai hay. Hải lão công xa sầm nét mặt, đằng hắng một tiếng rồi nói, hay lắm, hay lắm, lát sau nhà bếp dọn cơm bưng lên, hải lão công chỉ ăn nửa chén cơm mà thôi. Lão đảo cặp mắt toàn lòng trắng. Ngưỡng đầu lên ngẫm nghĩ, dường như có tâm sự gì trầm trọng. Vì tiểu bảo ăn cơm xong bụng bảo dạ, ta hãy ngủ đi một giấc, đến lúc canh ba còn phải tới vườn hoa chơi với ả tiểu công nữ. Gã thấy hải lão công ngần người ra, ngồi yên không nhúc nhích, gã liền để cả quần áo trèo lên giường nằm ngủ. Vì tiểu bảo cũng có tâm sự riêng không ngủ say được, chập chờn một lúc rồi lén lút chờ dậy. Gã sợ làm kinh động hải lão công, nhón gót đi chậm chạp từng bước một gã tới bên cửa rút then cài, sẵn sàng mở một cánh cửa. Đột nhiên hải lão công cất tiếng gọi tiểu quế tử, người đi đâu đấy, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi ấp úng đã. tiểu tử, tiểu tử đi tiểu tiện. Hải lão công hỏi, sao ngươi không đi tiểu tiện ngay ở trong phòng, vì tiểu bảo đã. tiểu tử thao thức không sao ngủ được, muốn ra vườn hoa tản bộ một lúc. Gã sợ hải lão công ngăn cản, không nói nhiều nữa, khoa chân bước ra ngoài cửa định rông tuốt ngờ đâu chân gã vừa tiến ra được một bước bỗng cảm thấy cổ áo bị nắm dừ dịt chặt lại. Gã đã bị hải lão công túm được nhắc bổng lên đem về. Vì tiểu bảo ối, một tiếng, gã nghĩ thầm trong bụng, hõng bét, hõng bét, lão con rùa này mà biết mình đi gặp một vị tiểu cô nương là lão không cho rồi. Gã còn đang ngẫm nghĩ thì đã bị hải lão công quăng lên giường. Vì tiểu bảo cười hỏi, công công, công công muốn dởn chơi với tiểu tử chăng? mấy bữa nay công công không truyền dạy võ nghệ cho tiểu tử cái chụp này là chiêu thức gì vậy hải lão công hư một tiếng rồi đáp chiêu đó kêu bằng ưng trung chóc niết bắt ba ba trong giỏ hễ vươn tay ra là bắt được con ba ba là loại giáp ngư cá có áo giáp bắt ngươi cũng như bắt một con tiểu giáp ngư vì tiểu bảo lẩm bẩm lão giáp ngư bắt tiểu giáp ngư nhưng gã không nói ra miệng mắt gã long lên nghĩ cách thoát thân hộp kẹo mứt gã vẫn cất trong bọc. Gã bị hải lão công quật mạng một cái, hộp kẹo bị đè ép e rằng đã bẹp mất rồi. Hải lão công ngồi ở mép giường khẻ nói, người thông minh lớn mật, lại lanh lợi cẩn thận đáng là nhân tài lớn. Nhưng đáng tiếc ôi là đáng tiếc, vì tiểu bảo cười hỏi, công công, đáng tiếc điều chi, hải lão công không trả lời, chỉ thở dài sườn sượt, hồi lâu mới nói, người đã học được tính cách kinh kỳ khá nhiều rồi giả tỷ 8 tháng trước ngươi cũng đã biết ăn nói như vậy thì khó mà phát giác ra được. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, toàn thân chấn động toát mồ hôi lạnh ngắt, lông tóc dựng đứng cả lên. Người gã không tự chủ dược phải dùng mình, hai hàm răng hơi run đụng vào nhau bật lên những tiếng lập cập nhỏ bé. Gã gượng cười nói, công công, bữa nay công công nói chuyện thật là kỳ. Hải lão công lại thở dài hỏi, năm nay ngươi mấy tuổi rồi? vì tiểu bảo nghe giọng lão rất ôn hòa, liền bớt phần sợ hãi, ngập ngừng đáp tiểu tử, tiểu tử cờ 14 tuổi. Hải lão công hỏi, 13 tuổi là 13 tuổi, 14 tuổi là 14 tuổi. Sao lại cờ 14 tuổi? Vì tiểu bảo đáp má má tiểu tử không nhớ rõ, nên tiểu tử cũng không hiểu. Câu này gã nói thực, mẫu thân gã cũng chỉ nhớ một cách hồ đồ, không biết đích xác được là gã bao nhiêu tuổi. Hải lão công gật đầu, ho mấy tiếng rồi nói, ngày trước ta luyện công tàu hỏa nhập ma, mắc bệnh ho hắng này. Mỗi ngày bệnh một nặng thêm, mấy năm gần đây ta tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Vì tiểu bảo ngập ngừng hỏi, tiểu tử, tiểu tử nhận thấy gần đây công công đã bớt ho được một chút. Hải lão công lắc đầu nói, bớt khi gì đâu, chẳng bớt chút nào hết, trong ngực ta đau lắm, có điều ta không nói ra nên ngươi không biết mà thôi. Vì tiểu bảo hỏi, bây giờ bệnh tình công công thế nào? Có cần tiểu tử lấy thuốc uống không? Hải lão công thở dài nói, mắt ta chẳng nhìn thấy gì mà việc uống thuốc không thể bừa bài được. Vì tiểu bảo không dám thở mạnh, gã không hiểu lão nói đây là có dụng ý gì hải lão công lại nói, cơ duyên của nhà ngươi rất tốt, đã thân cận được với hoàng thượng kể ra tất có phen ngươi làm lớn. Ngươi chưa, tĩnh thân, thì ta tính cho cũng chẳng ngại gì. Nhưng, hỡi ôi, chậm mất rồi chậm mất rồi vì tiểu bảo không hiểu lão nói tĩnh thân là có ý gì gã chỉ cảm thấy đêm nay giọng lười của lão có điều khác lạ mà gã không đoán ra được gã khẽ nói công công đêm dã khuya công công ngủ đi thôi hải lão công nói ngủ ư ngủ ư hời ôi thời giờ ngủ còn nhiều sớm ngủ tối ngủ ngủ vĩnh viễn không tĩnh lại nữa hải tử con người ngủ vĩnh viễn không tĩnh dậy không phải đau ruột không phải ho hắng khổ sở há chẳng hay lắm ư. Vì tiểu bảo sợ quá không dám lên tiếng. Hải lão công hỏi, hài tử, trong nhà ngươi còn có những ai? Câu hỏi hời hợt này đối với vi tiểu bảo thật khó trả lời. Gã không hiểu trong nhà gã tiểu quế tử chết rồi còn có bao nhiêu người. Nếu trả lời bừa bài thì không khỏi bị bại lộ hành tung. Nhưng gã lâm vào tình trạng bắt buộc phải trả lời. Gã chỉ còn nước mong hải lão công không biết rõ gốc gác nhà tiểu quế tử mà hỏi vậy gã đáp trong nhà tiểu tử thì chỉ còn mình lão nương những người khác mấy năm nay hỡi ôi không nên nhắc tới nữa gã kéo dài câu sau cùng để nghe ngóng xem hải lão công có phản ứng gì đồng thời nếu tiểu quế tử hãy còn phụ thân hoặc anh chị em thì gã đã nói một cách hàm hồ không nên nhắc tới nữa hải lão công hỏi ồ chỉ còn một lão nương ư người phúc kiến các ngươi kêu lão nương bằng gì vì tiểu bảo giật mình kinh hãi tự hỏi tại sao lão hỏi ta về khẩu âm phúc kiến, phải chăng gã tiểu quế tử là người phúc kiến, lão đã nói gã ở dương châu kia mà, chẳng lẽ lão con rùa này biết ta giả mạo tên gã. Thế thì vụ ta làm cho lão hư mắt, lão cũng biết rồi hay sao? Trong khoảng thời gian chớp ngoáng này, trong đầu vi tiểu bảo nêu ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Gã ngập ngừng hỏi lại, cái đó, cái đó, công công hỏi làm chi? hải lão công lại thở dài nói, mi mới 13 tuổi danh mà đã tệ hại như thế, thì mi giống cha hay giống mẹ? Vì tiểu bảo cười hì hì đáp, tiểu tử không giống ai cả. Bảo là tiểu tử hay thì chẳng có gì hay lắm mà bảo tệ thì không đến nổi quá tệ. Hải lão công ho hắng mấy tiếng rồi hỏi, ta đến tuổi thành niên rồi mới, tĩnh thân, làm thái giám. Vì tiểu bảo la thầm, trời ơi, té ra là thái giám thì phải, tĩnh thân. Vậy tĩnh thân là cắt bỏ cái bộ phận để đi tiểu tiện. Lão này biết ta không tĩnh thân rồi, ta phải tìm đường thoát thân cho lẹ mới xong. Hải lão công lại nói tiếp ta cũng có một thằng con nhưng đáng tiếc là nó chết từ ngày lên 8 tuổi. Nếu nó còn sống đến ngày nay thì ta cũng có cháu nội lớn bằng ngươi rồi. Thằng cha họ Mao tên gọi Mao thập bát gì đó phải chăng là ra ra ngươi? Vì tiểu bảo lại run sợ đã, không phải, giỏ nào quay nhà ấy, dĩ nhiên là không phải gã bồn chồn trong giả nên bột miệng nói tiếng dương châu hải lão công lại nói ta cũng nghĩ rằng không phải giả tĩ ngươi là cháu ta mà bị hãm trong hoàng cung thì một ngày kia nếu gặp nguy hiểm ta có thể cứu ngươi được vì tiểu bảo nhăn nhó cười nói đáng tiếc tiểu tử không phải là cháu nội của công công hải lão công hỏi ta đã dạy ngươi hai môn võ công môn thứ nhất là đại cầm nã thủ môn thứ hai là đại từ đại bi thiên diệp thủ ngươi luyện thành thuộc cả rồi phải không vì tiểu bảo đáp đúng thế, nhưng hay hơn là lão nhân gia là tay võ công đệ nhất thiên hạ. Tưởng lão nhân gia nên truyền lại cho một người để sau này làm vinh hiển cho lão nhân gia mới phải. Hải lão công lắc đầu nói, ta không đương nổi bốn chữ, đệ nhất thiên hạ, trên đời còn biết bao nhiêu người bản lãnh cao nhân. Lão ngừng lại một chút rồi nói, người hít mạnh một hơi rồi đặt tay vào bụng dưới, cách rốn ba tấc về mé bên trái và ấn mạnh một cái thử xem thế nào vì tiểu bảo làm theo lời lão thì lập tức cảm thấy đau thấu tim phổi bất giác gã ối lên một tiếng chán toát mồ hôi thở hồng hộc hải lão công cất giọng thê thế hỏi thú lắm phải không vì tiểu bảo chửi thầm trong bụng lão con rùa lão chết thối thây nhưng ngoài miệng gã đáp chỉ thấy hơi đau chứ chẳng thú gì hải lão công nói hàng ngày ngươi đi đánh bạc rồi đến luyện võ với hoàng thượng lúc ngươi trở về thì cơm canh đã dọn sẵn ta thấy canh không còn nóng nữa nên mỗi ngày lại mở dương lấy một chút thuốc bỏ vào canh. Tuy mỗi ngày một chút lâu cũng thành nhiều, chất độc này rất nặng thành ra đại bất lợi cho ngươi. Tuy ngươi là là một đứa nhỏ rất cẩn thận nhưng trước nay ta không ăn canh mà ngươi cũng không nghi ngờ gì hết. Vì tiểu bảo ớn da gà, ấp úng, tiểu tử, tưởng công công không thích ăn canh. Hải lão công nói, sự thực thì ta không thích ăn canh lắm nhưng canh đã có chất độc thì dù phân lạng rất nhẹ nhưng lâu ngày quá thì cũng nguy hiểm phải không? Vì tiểu bảo biết là mắc mưu lão, gã hàn học đáp. phải lắm, phải lắm, công công thật là lợi hại. Hải lão công thở dài nói, cái đó chưa chắc, đã luyện đại từ đại bi thiên diệp thủ, đồng thời muốn luyện phép hô hấp thì môn nội công này có thể áp chế được chất độc của thuốc, siêu cốt đào tùy rào trường đan. Như thế có thể uống mỗi ngày một nhiều nếu không thì từ 3,4 tháng trước ngươi đã không chống nổi những cơn đau bụng dữ rồi. Ta định cho ngươi uống 3 tháng nữa rồi tha ngươi ra khỏi hoàng cung. Khi ấy ngươi sẽ nổi cơn đau bụng từ từ. Trước thì mỗi ngày chỉ đau chừng nửa giờ và cũng thường thôi. Về sau càng ngày càng đau dữ dội mà cơn đau mỗi ngày một dài thêm. Vào khoảng một năm sau thì đau ghê gớm suốt ngày đêm. Đau đến nổi muốn đập đầu vào tường. Đau đến nổi muốn cắt từng miếng thịt ở chân tay mà nuốt đi. Hồi 21, người trên núi ngũ đài, hải lão công nói tới đây, thở dài than, đáng tiếc bệnh ta càng ngày càng đi vào chỗ nguy ngập, e rằng không thể chờ đợi được nữa, vì tiểu bảo tự biết là chẳng còn cách nào giữ nguyên vẹn được, gã đâm ra liều đến mà lòng sợ hãi cũng bớt đi, chỉ còn nghĩ kế thoát thân, gã tự nhủ, tuy vợ công lão cao cường nhưng đôi mắt chẳng nhìn thấy gì, ta chỉ cần kiếm nơi ẩn nấp là lão không thể tìm thấy được đột nhiên gã động tâm tự hỏi bữa nay ta lấy được thanh bảo kiếm chặt sắc như chặt bùn sao không thử dùng một phen coi gã nghĩ vậy liền nói công công té ra công công đã biết rõ tiểu tử không phải là tiểu quế tử nên nghĩ cách hành hạ tiểu tử ha ha công công mắc hớm tiểu tử rồi ha 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 gã buông tiếng cười rộ người gã cũng cử động loạn lên gã co chân phải lại tay mặt nắm đốc đao trùy thủ rút ra khỏi vỏ từ từ một cách thận trọng để khỏi phát ra tiếng động. Gã tính rằng lở có tiếng động nhỏ nhẹ thì cũng bị tiếng cười lấn át đi. Hải lão công hỏi, ta mắc hỡm ngươi cái gì? Vì tiểu bảo nói, chăng nói củi, cốt làm sao cho hải lão công phân tâm. Bây giờ gã lại bịa chuyện đáp trong canh có độc, buổi đầu tiểu tử ăn phải rồi. Sau tiểu tử nói cho tiểu huyền tử nghe thì y bảo công công có ý ra hại tiểu tử bỏ thuốc độc vào canh hải lão công kinh hãi ngắt lời hoàng thượng đã biết chuyện này rồi ư vì tiểu bảo đáp sao ngài lại không biết có điều khi đó tiểu tử chưa biết tiểu huyền tử là hoàng thượng y giận tiểu tử đừng lộ chuyện này mà chỉ ra tâm đề phòng lúc ăn canh vào miệng rồi lại nhổ ra bát mà công công không ngó thấy gã vừa nói vừa giơ thanh trì tù lên dần dần mũi kiếm nhắm vào trước mặt hải lão công Gã nghĩ bụng, nếu mình đâm một nhát mà lão không chết ngay thì dù lão có bị trúng kim cũng phóng trưởng đánh mình uổng mạng. Vì tiểu bảo mới là đứa con nít 13,14 tuổi, gặp lúc sinh tử dĩ nhiên giọng nói không khỏi rét run, nhưng gã không bối rối cũng là hiếm rồi. Hải lão công bán tính bán nghi, lại cười hỏi, người không ăn canh thì sao khi ấn vào mé bên trái bụng dưới lại đau đớn vậy? Vì tiểu bảo thở dài đáp tiểu tử chắc rằng tuy đã nhổ canh ra rồi nhưng không xúc miệng thì thuốc độc còn dính chút ít cũng theo thức ăn nuốt vào bụng. Gã nói tới đây thì lười trùy thủ lại đưa gần mấy tấc và chỉ còn cách ngực hải lão công chừng hơn một thước. Gã ngấm ngầm vận kinh lực vào tay, định bật lên tiếng cười rồi hết sức phóng kiếm đâm tới. Đoạn chui vào gầm giường chuồn ra phía khác, bỗng nghe hải lão công nói nếu vậy thì hay, chất độc, siêu cốt đào tùy rào trường đan chẳng có thuốc nào chữa được. Người chúng độc nhẹ thì phát tác chậm lại và càng chịu khổ sở đau đớn muôn phần chớ chẳng có lợi gì. Vì tiểu bảo bật tiếng cười hô hố, chàng cười chưa dứt, bao nhiêu lực đạo trong mình gã để tụ hết vào cánh tay mặt phóng kiếm tới trước ngực hải lão công. Hải lão công đột nhiên thấy hơi lạnh buốt quạt vào mặt, biết ngay có điều khác lạ. Lão bản lãnh cao thâm, phản ứng xuất quỷ nhập thần. Lão phát giác vi tiểu bảo đột nhiên đánh lén trong khoảng thời gian chớp nhoáng này lão chỉ biết đối phương đã động thủ không kịp nghĩ đối phương ra tay cách nào liền vung tay trái lên gạt mũi kiếm đâm tới tay mặt lão phóng trưởng đánh binh một tiếng hất tung người vi tiểu bảo đập gầy cửa sổ văng ra ngoài rớt xuống vườn hoa bỗng lão cảm thấy tay trái đau đớn kịch liệt té ra bốn ngón tay của lão đã bị lười trùy thủ hớt đứt một nữa giả tỷ lừa trùy thủ của vi tiểu bảo không toát ra hơi lạnh cho hải lão công biết trước một chớp ngoáng thì lão đã bị đâm trúng ngực rồi. Nhưng hạng đao kiếm tầm thường như vậy mà công lực hai người lại khác nhau xa thì dù lão có bị đâm trúng ngực, cũng bị thương ngoài da thịt mà thôi. Luồng nội tình của lão đưa ra bàn tay thành cứng như sắt có gạt chúng đao kiếm thì khí giới của đối phương bị hất văng đi chớ không làm cho tay lão bị thương được. Lười trùy thủ này sắc bén phi thường nên hải lão công tuy luyện nội kình đã mấy chục năm mà vẫn không hất tung nó đi được cho vượt khỏi tay đối phương, mà trái lại bốn ngón tay lão bị hớt đứt. Phát trường ở tay mặt lão lại cực kỳ hùng hậu có thể đập tan bia vỡ đá, đã bị đánh trúng thì dù là anh hùng hào hán cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là vi tiểu bào. Hải lão công chắc mầm phát trường của lão đã làm tan nát tạng phù của đối phương và chết ngay trước khi bắn văng ra ngoài cửa sổ. Lão cười lạt một tiếng miệng lẩm bẩm thằng tiểu quỷ được chết một cách chóng vánh như vậy là phước bảy mươi đời nhà gã rồi. Lão định thần xé một miếng vãi giường buộc tay trái lại rồi tự hỏi, không hiểu thằng quỷ con này dùng thư khí giới gì mà ghê gớm như vậy. Lão càng suy nghĩ càng lấy làm quái lạ, bụng bảo dạ khi giới trong tay thằng tiểu quỷ nhất định phải là một bảo kiếm hiếm có trên đời mà ta chưa từng nghe tiếng hay được mắt thấy. Nếu không thì ta đã vận nội kình ra bàn tay cứng như gang thép cùng lắm ta có bị thương thì cây binh khí trong tay thằng tiểu quỷ cũng phải bắn văng đi chứ khi nào gã giữ vững được khí giới mà ta lại bị chặt gầy bốn món tay. Hải lão công ngẫm nghĩ một lát rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Lão vươn tay sờ mó chỗ vi tiểu bảo rớt xuống để tìm thanh bảo kiếm. Ngờ đâu lão sờ soạn mãi mà chẳng thấy đâu. Hải lão công tuy đôi mắt nhưng hình thế vườn hoa trồ nào có đá, tựa hồ như hiện ra trước mắt lão nếu không thế thì khi nào lão dám nhảy ẩu ra ngoài. Lão nghe rõ vì tiểu bảo rớt xuống bên khóm hoa thược dược và lão ước lượng trường lực của mình hất gã ra tới đó. Hải lão công sờ soạn hồi lâu không thấy gì, ngạc nhiên tự hỏi, thanh bảo kiếm trong tay thằng quỷ con hoặc giả có thể bắn đi xa hơn, nhưng sao cả cây thây ma của gã cũng không có ở đây. Bây giờ lão cần sờ cho thấy xác vi tiểu bảo, nhưng lão sờ khóm thược dược thấy cành lá đều bị dập nát, đúng là gã bị rớt xuống chỗ này. Hải lão công càng kinh hãi hơn, tự hỏi phải chăng xác chết của thằng quỷ con có người đem đi nơi khác rồi. Người nào mà thân pháp ghê gớm đến thế, lúc họ cử động đem xác chết đi sao ta chẳng hay biết gì hết. Lão cho là phát trưởng lão đánh ra nhất định vi tiểu bào phải chết tươi, không có lý nào thoát được. Ngờ đâu vi tiểu bào lại không chết, gã trúng trưởng rồi như bị nghẹt thở, trước ngực đau đớn kịch liệt tứ chi bách thể dã rời, vì tiểu bảo rớt xuống đất suýt chút nữa ngất đi, gã còn cảm giác được mạng sông gã lúc này khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc. Gã đã không đâm chết được hải lão công thì nhất định lão sẽ truy kích. Vì tiểu bảo liền trần mình thu tàn lực lồm cồm bò dậy. Nhưng gã vừa đi được hai bước, chân nhùn ra lại ngã xuống. Người gã lăn lòng lóc theo chiều dốc thoai thoải trong khu vườn hoa giả tỷ hải lão công không bị dứt tay thì lúc vi tiểu bảo lăn người như vậy cũng đố phát ra âm thanh lọt vào tay lão. Nhưng lão bị trọng thương vừa đau đớn vừa phiền não trong lòng. Tâm thần lão rối loạn, nhất là lão không thấy xác vi tiểu bảo lão lại càng kinh hãi. Chẳng khi nào lão có thể ngờ được vi tiểu bảo chúng phát trưởng đó mà không chết, dù lão có nghe thanh âm cũng chẳng tin ở tai mình. Chỗ dốc này khá dài, vi tiểu bảo lăn xuống đến hơn 10 triệu mới dừng lại gã lại dáng đứng lên từ từ bước đi, gần cốt toàn thân gã đau đớn cơ hồ không chịu nổi. May mà lười trùy thủ vẫn còn nằm trong tay gã, bất giác gã mừng thầm tự nhủ vừa rồi lão con rùa đánh bật ta ra ngoài cửa sổ. Cũng may mà lười trùy thủ của ta đâm không cắm vào người lão ta là hên vận cho lão lắm rồi. Nói rồi vi tiểu bảo sỏ lười trùy thủ vào ống giày rồi bụng bảo dạ hành tung của mình đã bị bại lộ lão con rùa đã biết mình giả mạo tiểu quế tử thì không thể ở lại hoàng cung được nữa. Đáng tiếc 45 vạn lạng bạc ta chưa lấy được, thành ra mừng hụt một phen. Còn bà nó, có bao giờ thằng người lại hên vận đến thế được? Chẳng có lẽ một phen hoạch tài được 45 vạn lạng. Nếu lão ra lúc này có 45 vạn lạng bạc thì cũng phung phí một đêm cho hết nhằn. Có thế mới là tay hào kiệt, gã nghĩ vậy rồi không khỏi ra chiều đắc ý. Bất giác gã lại thở dài lầm bầm, à tiểu cung nữ kia chắc đang ngơ ngẩn đợi ta, và lại bây giờ đang nửa đêm ta chẳng có cách nào ra khỏi hoàng cung được. Gã sực nhớ ra điều gì, bất giác la thầm, trời ơi, gã sờ vào cái hộp giấy trong bọc thì thấy nát như. Gã tự nhủ, ta cầm cái này lại cho à coi để à khỏi nóng lòng, ta cứ nói cho à hay là bị té làm cho hộp kẹo mất nát như biến thành một đống phân châu, có điều đống phân châu này vừa thơm vừa ngọt ăn rất ngon miệng ha ha còn bà nó phần trâu mà ngon mà ngọt mới thật là kỳ người già ăn bao giờ chưa lão già đã nếm thử rồi vì tiểu bảo trong lòng nghĩ ra những câu bật cười chân gã bước mau về phía cung điện của thái hậu vì tiểu bảo đi tới ngoài vườn thấy cổng đóng liền lẩm bẩm hỏng bét ta không ngờ cổng này lại đóng chặt bây giờ biết làm cách nào để vào được gã còn đang ngơ ngác không biết đi đâu thì cổng viện đột nhiên hé mở không một tiếng động một vị tiểu cô nương thò đầu nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng tỏ vi tiểu bảo nhìn rõ đúng là nhị sơ. Nhị sơ mỉm cười giơ tay lên vầy, vi tiểu bảo cả mừng, lẽ làng rén mình tiến vào trong cổng. Nhị sơ đóng cổng rồi ghé tai vào vi tiểu bảo khẽ nói, ta sợ người không vào được nên ta chờ ở đây đã lâu rồi. Vi tiểu bảo khẽ đáp, tiểu đệ đến chậm vì không ra đi sớm được, dọc đường vội vàng quá lại vấp phải một con rùa biển vừa tanh vừa thối bị té một cái bằng trời dáng Nhị sơ ngập ngừng hỏi, trong vườn hoa, làm gì có rùa biển? Ta chưa thấy bao giờ. Ngươi, bị té có đau không? Vì tiểu bảo vừa rồi hăng hái đi một mạch, quên cả đau đớn. Bây giờ gã nghe nhị sơ hỏi câu này liền cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn dã rời tưởng không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Gã không nhịn được bật tiếng rên. Úi theo, đau quá, nhị sơ nắm tay gã rất khẽ nói, người té đau ở chỗ nào? Vì tiểu bảo toan trả lời thì bất thình lình một vật đen xì chiếu bóng xuống đất. Gã ngưỡng đầu lên nhìn thấy bóng đen kia như một con chim ưng khổng lồ từ trên đầu tường xà xuống. Gã giật mình kinh hãi, suýt nữa bật tiếng la hoàng, con chim khổng lồ đứng xuống đất như hình người. Vì tiểu bảo định thần nhìn lại, dưới ánh trăng tỏ, gã nhìn rõ thì không phải con chim ưng mà là một người thân thể gầy nhom, lưng lão hơi cong. Chính là hải lão công, nhị sơ quay mặt về phía vi tiểu bảo không mó thấy hải lão công tiến vào nhưng thị thấy gã vừa quay lại nhìn liền trợn mắt há miệng vẽ mặt kinh hãi thất sắc thị cũng quay đầu nhìn lại vì tiểu bảo ứng biến thần tốc gã đưa tay trái ra bịt lấy miệng nhị sơ khiến thị chưa bật ra được nửa tiếng tiếp theo gã xua tay lia lịa ra hiệu cho thị đừng có lên tiếng nhị sơ gật đầu vì tiểu bảo liền buông tay thị ra mắt gã ngó hải lão công trầm chập thì chỉ thấy lão đứng chơi như phòng tựa hồ để lắng nghe động tĩnh sau một lúc hải lão công mới từ từ tiến về phía trước vì tiểu bảo thấy lão đi thẳng ra chỗ khác chứ không đi về phía mình mới thở phào một cái bụng bảo giả lão con rùa này thật là ghê gớm lão đôi mắt mà vẫn còn theo dõi hành tung ta được tới đây gã lại nghĩ chỉ cần sao à tiểu cung nữ này đừng phát ra tiếng động là lão con rùa chẳng biết đường nào mà truy hải lão công tiến về phía trước mấy bước đột nhiên lão nhảy vọt lên không hiểu lão dùng thân pháp gì đã hạ mình xuống trước mặt vi tiểu bảo hải lão công vươn tay ra nắm trúng cổ nhị sơ nhị sơ vừa ối một tiếng thì cổ học bị nghẹt không thốt ra lời được nữa vì tiểu bảo chẳng phải là hạng hiệp nghĩa không nghĩ gì đến chuyện thương hương tiếc ngọc đứng ra can thiệp gã tự nhủ lão con rùa này muốn kiếm ta chứ không phải kiếm à tiểu cung nữ thì chắc lão không giết thị đâu Lúc này hải lão công chỉ đứng cách vi tiểu bảo không đầy hai thước làm cho gã bở vía cơ hồ son đái. Gã không dám nhúc nhích vì gã biết rằng chỉ cần cử động một ngón tay liền bị lão biết ngay. Bỗng hải lão công khẻ hỏi, đừng la, mi mà không nghe lời ta là ta bóp chết đó. Ta hỏi gì mi phải nhỏ nhẹ trả lời. mi là ai? Nhị sơ run sợ ấp úng đáp, tiểu tì, tiểu tì. Hải lão công vươn tay mặt ra sờ đầu tóc rồi sờ đến mặt. Lão hỏi, phải chăng ngươi là một tiểu công nữ? Nhị sơ đáp, phải, phải. Hải lão công hỏi, đang lúc đêm khuya ngươi tới đây làm chi? Nhị sơ ngập ngừng, tiểu tì, ra đây chơi ngắm cảnh. Hải lão công trên môi thoáng lộ nụ cười nham hiểm, dưới ánh trăng thảm đạm coi rất khủng khiếp. Lão hỏi, còn ai ở đây nữa không? Lão nghẹo đầu lắng tai nghe hơi thở những người đứng bên. Nguyên vừa rồi nhị sơ không giữ bình tĩnh nín thở được thị sợ quá hơi thở dồn dập nên hải lão công mới biết trồ thị đứng. Bây giờ vì tiểu bảo tuy đứng gần lão nhưng gã thở rất nhẹ nên trong lúc nhất thời lão chưa phát giác ra được. Vì tiểu bảo muốn giơ tay ra hiệu cho nhị sơ đừng nói, nhưng không dám cử động. Mày nhị sơ cũng là người tinh khôn, thị phát giác ra lão đuôi mắt, liền đáp không, không có ai cả. Hải lão công hỏi, Hoàng Thái Hậu ở chỗ nào? Người dẫn ta đi ít kiến ngài nhị sơ kinh hãi năn nỉ, công công, công công đừng tâu với thái hậu, lần sau, tiểu tỳ không dám thế nữa. Thị chỉ sợ lão thái giám này bắt thị đưa đến tâu với thái hậu về việc thị đi chơi đêm. Hải lão công đáp, người năn nỉ ta cũng bằng vô dụng, nếu không chịu dẫn ta đi là ta quật chết, lão nhà thêm kinh lực một chút, khiến nhị sơ cơ hồ nghẹt thở, mặt thị đỏ bừng lên. Vì tiểu bảo sợ quá xón đái ra quần nhỏ giọt xuống đất. May ở chỗ hải lão công không để ý, dù lão có nghe tiếng nước tiểu nhỏ giọt thì lão cũng cho là nhị sơ sợ quá son đái thôi. Lão từ từ nới tay, khẻ rục mau dẫn ta đi, nhị sơ không sao được đành đáp được rồi, thị nghẹo đầu ngó vì tiểu bảo có ý bảo gã chạy đi, thị nhất quyết không cung sưng. Rồi thị khẻ nói cấm cung của Thái Hậu ở bên kia, thị từ từ cất bước, hải lão công tay trái vẫn nắm cổ nhị sơ sóng vai mà đi vì tiểu bảo nghĩ bụng lão con rùa chắc sẽ vào tâu thái hậu là ta mạo xưng tiểu thái giám và tiểu quế tử đã bị ta giết chết rồi mắt lão cũng bị ta làm cho đuôi mù để thái hậu hạ lệnh bắt ta sao lão không đến tâu với hoàng thượng phải rồi lão biết hoàng thượng thân mật với ta lão sợ ngài không để lời cáo trạng vào tai bây giờ biết làm thế nào ta phải lập tức trốn khỏi hoàng cung trời ơi không xong rồi hiện đang nửa đêm cỗng ngõ trong cung đều đóng kín thì trốn ra thế nào được. Chỉ lát nữa Thái Hậu truyền lệnh chóc nã thì dù ta có mọc cánh cũng chẳng bay đi đường chơi nào được. Vì tiểu bảo còn đang hoang mang, bỗng nghe thanh âm đàn bà từ trong phòng cất lên hỏi, hải đại phú, người đến kiếm ta ư, giọng nói âm trầm, nhưng vi tiểu bảo cũng nghe rõ là thanh âm của thái hậu. Gã giật mình kinh hãi, muốn co giò chạy trốn, lại nghe hải lão công đáp chính thị nô tài là hải đại phú đến vấn an lão nhân gia thành âm lão có vẻ gay gắt tỏ ra chẳng tử tế gì vì tiểu bảo lấy làm kỳ tự hỏi lão con rùa là cây thá gì mà dám vô lễ với thái hậu như vậy trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã bụng bảo giả lão con rùa nói năng làm cho người không vui giả chắc thái hậu ghét lắm sao ta không nhân cơ hội này mà đâm bị thóc chọc bị gạo một phen vả lại bây giờ ta muốn trốn khỏi hoàng cung cũng không được đây tuy là điều mạo hiểm, nhưng gã nghĩ tới mình vừa lập đại công. Cả hoàng thượng lẫn thái hậu đều yêu gã. Gã cho là có giết thằng lõi tiểu quế tử và có làm đôi mắt con chó của lão con rùa cũng chưa đáng kể là đại tội. Gặp khi nguy cấp, gã còn tính đến chuyện nhờ sách ngạch đồ tâu xin. Trái lại nếu gã bỏ đi thì hài lão công nói gì gã cũng chẳng thể nào biện bạch được. Có khi đang vô tội mà biến thành có tội rồi gã tự nhủ, nếu Thái Hậu hỏi ta tại sao mà giết tiểu quế tử thì ta tâu, chà chà. Vì ta nghe tiểu quế tử và hải lão công buông lời ngạo mạn đến hoàng thượng cùng Thái Hậu bằng những lời không thể nhịn được, nên vung đao chém chết tiểu quế tử lại thừa cơ làm cho đôi mắt hải lão công. Trường hợp ta bị Thái Hậu hỏi vặn, thầy cho lão con rùa đã xúc phạm như thế nào, ta sẽ bịa chuyện hoang đường. Lão con rùa đâu phải là hạng đánh giặc miệng nổi với ta. Gã nghĩ tới đây phấn khởi tinh thần, không nghĩ đến chuyện trốn nữa. Gã chỉ còn sợ hải lão công không tranh biện được với gã sẽ nháy sổ lại vung trường đánh chết. Nên trước hết gã phải kiếm nơi an toàn để khi tranh biện trước mặt Thái Hậu, hải lão công không bắt và không đánh gã được. Bỗng nghe Thái Hậu hỏi, người vẫn an ta thì phải chờ lúc ban ngày ban mặt, sao lại nửa đêm, người dám lần vào đây thì còn ra thể thống gì nữa. Hải lão công tông, nô tài có việc bí mật cần bẩm với thái hậu, mà lúc ban ngày tất gặp nhiều người, vụ này nếu để kẻ khác nghe thấy, tiết lộ ra ngoài thì không ổn. Vì tiểu bảo lẩm bẩm, lão con rùa sắp đưa cáo trạng ra đây. Ta hãy để lão nói giờ chừng sẽ xen vào cũng chưa muộn. Bây giờ ta biết ẩn vào đâu cho tiện, gã đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước chân tiến đến sau tòa núi giả trong kim ngư trì, lòng tự nhủ, lão con rùa kia mà vọt tới đánh ta là rớt tõm xuống ao khi đó ta sẽ lập tức chạy tới phòng thái hậu, thì lão lớn mật đến đâu cũng không dám sấn vào. Bỗng nghe thái hậu đằng hắng một tiếng rồi rụt, có việc cơ mật gì ngươi hãy nói đi. Hải lão công hỏi lại, việc này tôi bí mật. Bên mình thái hậu có ai không? Thái hậu hỏi lại, ngươi còn muốn điều tra nữa chăng? Võ công ngươi như vậy, bên ta mà có người lẽ nào ngươi không nghe thấy? Hải lão công đáp, nô tài không dám vào phòng thái hậu. Cảm phiền thánh gia thái hậu ra ngoài này để nô tài bẩm việc. Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi, người ỷ mình vào thế lực nào mà dám lớn mật lộng càn như vậy? Vì tiểu bảo nghe tới đây mừng trong giả, mắng thầm, lão con rùa kia, người ỷ vào ai mà dám hồn thế? Bỗng nghe hải lão công đáp, khi nào nô tài dám vô lễ? Bỗng nghe thái hậu đằng hắng một tiếng, ngập ngừng hỏi, ngươi, dường như ngươi không còn coi ta vào đâu, đêm nay ngươi lần mò tới đây không hiểu muốn giờ cho gì. Vì tiểu bảo nghe Thái Hậu nói như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng. Gã dạo rực cơ hồ không nhịn được muốn lên tiếng thoá mạ. Lão con rùa, hởi lão con rùa, cáo trạng của lão chưa kịp phô bày lão đã đụng phải cây đinh lớn. Xem chừng không cần đến lão ra phải xuất mã, một mình Thái Hậu trách mắng lão cũng đủ rồi. Lại nghe hải lão công lên tiếng, Thái Hậu không muốn biết tin người đó thì chẳng còn gì mà nói nữa. Vậy nô tài xin phép rút lui vì tiểu bảo cả mừng miệng lẩm bẩm lão đi là hay lắm lão đi là tuyệt diệu lão đi đừng có vác mặt quay lại nữa lão khốn kiếp cút đi cho rãnh thái hậu nghe hải lão công nói thế liền hỏi ngươi có tin tức gì hải lão công đáp tin tức ở ngũ đài sơn đưa tới thái hậu sửng sốt ngũ đài sơn ư ngươi ngươi bảo sao giọng nói của thái hậu hơi phát run dưới ánh trăng vì tiểu bảo ngó thấy hải lão công đột nhiên vung tay ra điểm nhị sơ lập tức té xuống. Gã kinh hãi vô cùng và trong lòng có ý ân hận, bụng bảo giả lão con rùa diểm chết vị tiểu cô nương này chắc khiến cho thái hậu nổi giận thêm. Vậy lão con rùa có muốn kiện cáo ta điều gì lại càng khó khăn? Bỗng nghe thái hậu hỏi, ngươi, đã thương ai vậy? Hải lão công đáp, đó là tiểu cung nữ hầu cận bên mình thái hậu nô tài không dám đả thương mà chỉ điểm vào vận huyệt cho y ngất xỉu không thể nghe dược câu chuyện giữa Thái Hậu và nô tài. Vì tiểu bảo nghe lão nói mới yên tâm một chút, gã lẩm bẩm té ra lão con rùa không hạ sát y, nhưng trong thâm tâm gã vẫn ngấm ngầm có điều thất vọng. Gã cho rằng dù hài lão công không hạ sát nhị sơ, gã cũng được lợi gì mấy. Lại nghe Thái Hậu hỏi, ngũ đài sơn ư, người nói ngũ đài sơn làm sao? hải lão công tông, một người trên ngũ đài sơn mà Thái Hậu rất quan tâm. Thái Hậu run lên hỏi, ngươi, ngươi bảo y lên ngũ đài sơn ư? Hải lão công đáp, nếu Thái Hậu muốn biết tường tận thì xin thánh giá ra ngoài này một chút. Đang lúc nửa đêm, nô tài không dám tiến vào phòng Thái Hậu. Nếu Thái Hậu đứng đó nô tài phải nói lớn thì việc đại sự bí mật sẽ bị bọn cung nữ thái giám nghe thấy hết, chứ không phải chuyện chơi. Thái Hậu ngần ngừ một chút rồi phán, được rồi lại nghe tiếng cánh cửa kẹt mở thái hậu cất bước khoan thai tiến ra vì tiểu bảo ẩn mình sau tòa núi giả nghĩ thầm lão con rùa đôi mắt không nhìn thấy ta nhưng thái hậu không đôi mắt ta phải thận trọng kẻo ngài ngó thấy gã không dám thò đầu nhìn ngang nhìn ngữa nữa lúc thái hậu tiến ra gã nhác trông thấy thân ngài không cao mấy có thể nói là thấp lùn gã đã được chiêm ngưỡng thái hậu đôi lần nhưng đều là những lúc ngài ngồi trên ghế bỗng nghe Thái Hậu hỏi, người vừa bảo ta y đã lên núi ngũ Đài Sơn, cái đó, có thật không? Hải lão công tâu, nô tài không nói có ai lên núi ngũ Đài Sơn cả mà chỉ tâu trên núi ngũ Đài Sơn có một người dường như Thái Hậu rất quan tâm. Thái Hậu trầm ngâm một chút lại hỏi, dù ngươi nói vậy, y, người ấy làm gì ở ngũ Đài Sơn? Phải chăng y ở trong chùa? Ban đầu Thái Hậu nói bằng một giọng rất chân tĩnh, nhưng từ lúc ngài nghe hải lão công nói trên ngũ đài sơn có người liên quan đến ngài thì hơi thở cấp bách và tâm thần dường như rối loạn. Hải lão công tông, người đó ở chùa Thanh Long trên ngũ đài sơn, thái hậu thở phào một cái nói, tạ ơn trời Phật, thế là, ta đã biết tin tức y, y, y. Thái hậu nói luôn ba tiếng y rồi không nói tiếp được vì thanh âm ngài run bẩn bật, vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ, tự hỏi, người kia là ai vậy? tại sao Thái Hậu lại quan tâm đến người đó? Rồi gã lẩm bẩm chẳng lẽ người kia là phụ thân hay anh em, hoặc người yêu của Thái Hậu? Phải rồi, nhất định là người yêu. Nếu là phụ thân hay anh em thì sao lại là một đại sự tuyệt đối bí mật? Lão con rùa đã nắm được đàng chuôi mà lão muốn mượn tay Thái Hậu giết ta thì e rằng ngài vì lòng uy kỵ lão con rùa mà phải nghe lời lão cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì vụ này quả thật nguy cho ta sau gã lại tự nhủ may mà ta ẩn ở nơi đây nghe rõ trước. Nếu trường hợp mà ta lâm vào tình trạng nguy ngập thì ta phải tính kế làm cho câu chuyện thành rối loạn xa ngầu khiến mọi người phải chạy tán loạn. Lão gia mà sợ lão con rùa già này thì đâu phải là anh hùng hào hán. Hồi 22, âm mưu kỳ bí trốn hoàng cung. Vì tiểu bảo đâm tức cả thái hậu, gã lẩm bẩm ngụ điếm kia mà định giết ta, ta cũng phải làm cho thất điên bát đảo chứ sợ cóc gì từ đời bàn cổ khai thiên lập địa đến nay không ai dám thoá mạ Thái Hậu là mụ điếm, mụ đười, dù mắng thầm trong bụng cũng không có mấy ai. Vì tiểu bảo trước nay chẳng ý kỵ ai, cả đến mẫu thân gã đánh gã đau quá, gã cũng ngoác miệng ra mà thoá mạ là quân, đĩ điếm, và la làng. May ở chỗ mẫu thân gã là kỹ nữ, thường nghe mọi người dùng những lời thô tục để thoá mạ đã quen tai, không lấy gì làm tức giận cho lắm mụ cáo quá cũng chỉ vung tay phát vào đít cho mấy cái thật mạnh là cùng. Đồng thời mụ mắng gã là quân, chó lộn giống, phường mặt kiếp, là hòa. Bỗng nghe Thái Hậu thở hồng hộc hồi lâu mới lắp bắp hỏi, y, y, ở chùa Thanh Lương làm chi? Hải lão công hỏi lại, Thái Hậu muốn biết thật ư? Thái Hậu đáp, dĩ nhiên ta muốn biết lắm, cái đó lọ là ngươi còn phải hỏi. Hải lão công đáp, Thái Thượng Hoàng đã xuất gia làm sư rồi. Thái Hậu la lên một tiếng, hơi thở cấp bách hơn, ấp úng hỏi, y, y, xuất ra thật ư, người, không gạt ta đấy chứ. Hải lão công tông, nô tài đâu dám lừa gạt Thái Hậu, vã chăng cũng không có việc gì phải lừa gạt. Thái Hậu hừ một tiếng rồi nói, thế thì y nhẫn tâm thật, y quyết chí như vậy chỉ vì, nghĩ đến con hồ ly tinh, vì con hồ ly tinh mà phế bỏ cả quốc gia, xã tắc. Không nhìn gì đến cơ nghiệp mà tổ tiên đã trải qua trăm trận đánh để gây dựng nên. Cả mẹ con ta, y cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Vì tiểu bảo càng nghe càng thấy làm kỳ tự hỏi, cái gì mà quốc gia xã tắc, cái gì mà cơ nghiệp của tổ tiên, lão con rùa nay lại kêu người kia bằng thái thượng hoàng, vậy y là chồng thái hậu hay sao? Lại nghe hài lão công lạnh lùng đáp thái thượng hoàng đã nhìn rõ cuộc đời, trở nên bậc đại giác ngộ. Ngài coi giang sơn muôn rầm, thâm tình nhi nữ trắng qua là những đám mây trôi nổi rồi tan đi chẳng có gì đáng để tâm. Thái hậu tức giận hỏi: "Thế tại sao y không xuất ra sớm hơn hay muộn hơn mà chờ sau khi con hồ ly tinh vừa chết đã đi cầu Phật? Nào quốc gia, nào triều đình, nào tổ tiên, nào thê nhi, y phế bỏ hết. Cả tấm lòng của ta không bằng một sợi lông của con hồ ly tinh. Ta, ta đã biết y vì con hồ ly tinh kia mà bỏ đi một cách đột ngột. Hừ, y đã ra đi hà tất còn sai người đưa tin cho ta?" Thái hậu càng nói càng tức giận thanh âm lanh lành mỗi lúc một vang rồi. Vì tiểu bảo nghe mà phát khiếp, gã ngấm ngầm cảm thấy nhân vật mà Hải Lão Công và Thái Hậu đang đề cập tới nhất định không phải là hạng tầm thường. Hải Lão Công Tông, Thái Thượng Hoàng đã dặn đi đàn lại nô tài không được tiết lộ với ai nhất là đừng để Thái Hậu và Hoàng Thượng hay tin. Ngài còn bảo, Hoàng Thượng lên ngôi trị vì, thiên hạ Thái Bình, bốn phương vô sự, Ngài cũng yên tâm thái hậu lớn tiếng thế thì sao ngươi còn đến tâu với ta ta không muốn biết biết để làm gì trong lòng y còn quyến luyến con hồ ly tinh thì con y lên môi hay chẳng lên môi thiên hạ thái bình hay chẳng thái bình y để tâm làm quái gì vì tiểu bảo nghe tới đây càng lấy làm kỳ tự hỏi nhân vật mà hai người đề cập tới đây là gia gia của hoàng đế ư gia gia của tiểu hoàng đế là thuận trị hoàng đế gã chỉ biết thế còn ngoài ra gã chẳng hiểu chi hết Thái hậu và hải lão công nói chuyện với nhau như vậy là rõ ràng lắm dối. Vậy mà vi tiểu bảo không đoán được tình hình nội vụ ra sao? Hải lão công tông, thái thượng hoàng đã xuất ra, đáng lý nô tài cũng phải đến chùa Thanh Lương quy y đầu Phật để tiện việc phục thị ngài. Nhưng ngài lại căn dặn nô tài còn một việc mà ngài chưa yên lòng chút nào, sai nô tài trở lại kinh sư để điều tra cho biết rõ. Thái hậu hỏi, việc đó là việc gì? Hải lão công tông, thái thượng hoàng bảo. Đồng Ngạc Phi, Thái Hậu nổi giận chẹn họng trước mặt ta ngươi không được nhắc tới tên tuổi con hồ ly tinh. Vì tiểu bảo bụng bảo giả, té ra con hồ ly tinh kêu bằng Đồng Ngạc Phi. Vậy Đồng Ngạc Phi nhất định là một vị cung phi rồi. Ông chồng Thái Hậu lại đi yêu con hồ ly tinh nào đó mà không yêu Thái Hậu, nên Thái Hậu ăn phải giấm chua. Lại nghe hài lão công tông, giả dạ, giả, dạ, Thái Hậu đã không cho nhắc tới Đồng Ngạc Phi thì nô tài không dám đề cập đến nữa. Thái hậu thở hồng hộc hỏi, y, y bảo con hồ ly tinh làm sao? Hải lão công tông, nô tài không hiểu thái hậu muốn nói ai. Thái thượng hoàng chưa từng nhắc tới ba chữ, hồ ly tinh, với nô tài bao giờ hết. Thái hậu càng tức hơn nói, dĩ nhiên không nhắc tới ba chữ đó vì trong lòng y coi con hồ ly tinh chết bầm chết vằm kia anh như một vị hoàng hậu đáng kính. Thái hậu thở hồng hộc nói tiếp, con hồ ly tinh chết rồi, y, còn truy phong cho nó làm hoàng hậu bọn nô tài bợ đít đặt thủy hiệu những gì, hiếu hiến trang hòa trí đức, tuyên nhân ôn huệ hoàng hậu, một chàng dài. Thủy hiệu như vậy y lại chê là thiếu hai chữ, thiên thánh, và nổi cơn nóng giận. Ngoài ra y còn kêu hai tên học sĩ nô tài là Hồ Triệu Long, Vương Hy soạn bản văn, đoan kính hậu ngữ lục, con khỉ gì đó cho ban hành ra thiên hạ mà không sợ xấu. Hải lão công tông, Thái hậu nói đúng đó. Sau khi đồng ngạc phi quy tiên, nô tài phải kêu ngài bằng đoan kính hoàng hậu, bản đoan kính hậu ngữ lục là một bản văn ghi chép những lời khuôn vàng thước ngọc, bao giờ nô tài cũng đem theo bên mình. Thái hậu có muốn coi không? Thái hậu căm tức vô cùng, lớn tiếng quát ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng rồi bà hiểu ngay là lão có ý chọc giận mình liền cười khanh khách nói, hồi đó nhũng kẻ su phụ quyền thế đều đọc cuốn đoan kính hậu ngữ lục. Đem những lời nói rông dài của hai tên nô tài họ hồ họ vương ra mà thảo luận thành những bài thiên kinh địa nghĩa, so với sách luận ngữ, sách mạnh từ còn hăng hái hơn. Nhưng hiện tình bây giờ sách đó ra làm sao? Thái hậu ngừng một chút rồi nói tiếp, ngoài một cuốn trong mình ngươi và mấy cuốn bên mình chủ ngươi, chẳng ai ngó dến hay tàng trừ mấy thứ ngũ lục quỷ quái kia làm chi. Hải lão công tông, Thái hậu đã có một chỉ dụ cấm lưu hành cuốn đoan kính hậu ngữ lục thì còn ai dám cất giấu nữa. Bên mình Thái thượng hoàng còn sách đó hay không, nô tài không biết. Có điều ngày trước Đoan Kính hoàng hậu đã nói gì thì ngài nhớ từng câu từng chữ vào trong đầu óc, nghĩa là còn quan trọng hơn đề ngữ lục bên mình. Thái hậu hỏi, "Y, y sai ngươi về Bắc Kinh điều tra việc chi?" Hải lão công tông kể ra Thái thượng hoàng phán truyền điều tra hai việc, nhưng sau khi nô tài điều tra rõ ràng liền phát giác hai việc đó thực sự chỉ là một. Thái hậu lại hỏi, "Cái gì mà hai việc chỉ là một?" Hải lão công tông, việc thứ nhất là điều tra cái chết của Vinh thân vương. Thái hậu ngắt lời, có phải ngươi muốn nói về thằng con của mụ hồ ly tinh? Hải lão công đáp, nô tài chỉ nói là hoàng tử do đoan kính hoàng hậu sinh hạ, tức Hòa Cố Vinh thân vương. Thái hậu đặng hắng một tiếng rồi hỏi, đứa con nít mới sinh ra chưa đầy 4 tháng nuôi không được thì có chi là lạ. Cái chết của nó làm sao phải điều tra? Hải lão công tông nhưng thái thượng hoàng phán rằng khi vinh thân vương bị cấp chứng ngài đã rời quan ngự y vào trần mạch điều trị theo lời quan ngự y thì tôn dương minh vị khinh các thái âm tỳ kinh của vinh thân vương đều bị đứt hết tạng phủ cũng tan nát cái chết của thân vương thật là kỳ dị thái hậu hừ một tiếng rồi hỏi ngự y nào mà giỏi thế chắc lại tự miệng ngươi nói ra hải lão công không đáp về vấn đề này lão nói đoàn kính hoàng hậu quy tiên rồi ai cũng bảo ngài quá thương tâm về cái chết của Vinh Thân Vương, nhưng sau xét rõ căn nguyên thì không phải vì thế. Hoàng hậu bị người dùng triệt thủ pháp làm đứt hai trồ kinh mạch âm duy và âm kiệu mà bị uổng mạng. Thái hậu lạnh lùng hỏi, người nói thiên hô bách sách toàn chuyện hồ đồ mà y cũng tin được ư. Hải lão công tông, ban đầu thái thượng hoàng không tin, sau nô tài thí nghiệm để ngài coi. Trong vòng một tháng năm tên cung nữ nối đuôi nhau bị bóp đứt hai nơi kinh mạch âm duy và âm kiệu, đều bị thảm từ Lúc Lâm Trung cũng xảy ra tình trạng giống hệt nhu đoan kính hoàng hậu. Thái hậu nói, cái đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Hải lão công tông, một tên cung nữ chết như vậy thì có thể nói là chuyện trùng hợp. Đảng này cả năm tên cung nữ đều chết giống như thế thì chẳng còn điều chi đáng ngờ nữa. Thái hậu cười khẩy nói, hay quá, trong hoàng cung có một tay đại hành gia như ngươi mà ta lại không hay biết hải lão công tâu đa tạ thái hậu ban lời khen tặng hai người lặng lặng hồi lâu không nói gì sau một lúc hải lão công khẽ hắng giọng mấy tiếng rồi tâu thái thượng hoàng sai nô tài về kinh để điều tra cho biết rõ ai đã ra hại vinh thân vương và đoan kính hoàng hậu thái hậu cười lạt nói còn việc gì phải điều tra nữa trong hoàng cung ngoài ngươi ra còn ai là người có bản lãnh như vậy hải lão công tông nhất định không phải, đoan kính hoàng hậu đối đãi với nô tài thật là tử tế, nô tài chỉ mong ngài tăng chúa, tăng thọ. Nếu nô tài biết sớm có kẻ ám toán thì nô tài đã liều mạng với họ để chu toàn cho hoàng hậu. Thái hậu nói, thế ra ngươi một giả sát son trung thành với mụ, mụ có được một tên nô tài như ngươi thật là phúc đức. Hải lão công thờ dài nói, đáng trách nô tài là kẻ vô dụng, không bảo vệ cho đoan kính hoàng hậu được an toàn. Thái hậu lạnh lùng nói, y sớm bái Phật, tối niệm kinh cầu cho đoan kính hoàng hậu của ngươi được siêu sinh tĩnh độ miền cực lạc thế giới cũng là được rồi. Giọng nói của Thái hậu đầy vẽ tiêu tai giải hòa. Hải lão công nói, bái Phật niệm kinh chưa chắc đã dược việc gì, nhưng làm phước gặp phước, làm ác tất bị quả báo thì nhất định là không sai được. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, người làm điều thiện hay điều ác mà không thấy quả báo là chưa tới lúc mà thôi. Thái hậu đằng hắng một tiếng, Hải lão công nói tiếp, Khải Tâu Thái hậu, Thái thượng hoàng phán truyền cho nô tài điều tra hai vụ. Sau khi nô tài điều tra hai vụ, sau khi nô tài tra xét rõ ràng thì hai vụ cũng chỉ là một. Ngờ đâu trong lúc vô tình, nô tài khám xét ra được hai vụ khác. Thái hậu hỏi, người khám xét ra được nhiều việc chi? Việc đó là việc gì? Hải lão công tông, việc thứ nhất có liên quan đến Trịnh Phi. Thái hậu cười lại hỏi, em của con Hồ Ly Tinh bất quá là tiểu Hồ Ly ngươi còn nhắc đến thị làm chi? Hải lão công nói, khi Thái Thượng Hoàng rời khỏi Hoàng Cung ra đi, có để thư lại nói vĩnh viễn không trở về. Thái Hoàng, Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu nói rằng một ngày nhà nước chẳng thể không có vua và tuyên cáo với thiên hạ là Đức Vua Băng Hà. Khi đó chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng, nhà sư xuống tóc cho Thái Thượng Hoàng là Ngọc Lâm Đại Sư và Hải Đại Phú này Châu Hầu Thái Thượng Hoàng cả thảy năm người này biết rõ câu chuyện bí mật tây đình đó vì tiểu bảo nghe tới đây mới tĩnh ngộ gã lẩm bẩm té ra nhân vật mà thái hậu kêu bằng y và lão con rùa kêu bằng thái thượng hoàng tức là thuận trị hoàng đế khắp thiên hạ đều tưởng đức thuận trị hoàng đế đã băng hà nhưng thật ra nhân vụ vương phi sùng ái nhất của ngài chết đi ngài quá đổi thương tâm lên chùa thanh lương trên ngũ đài sơn xuất gia làm hòa thượng theo lời lão con rùa thì vị vương phi kia bị chết là do tay thái hậu, phải một tay võ công cao cường sát hại. Gã biết được vụ bí mật này rất lấy làm đắc ý, bụng bảo giả lão con rùa bảo việc bí mật tây đình, trong thiên hạ chỉ có năm người biết. Lão đâu có hay là còn vi tiểu bảo này cũng biết đến việc đó. Thế là sáu người chứ không phải năm, nhưng gã đắc ý trong khoảnh khắc rồi lại run sợ. Gã cho rằng ở trước mặt Thái Hậu tuy có thể nói nhăng nói cuội một phen, nhưng nếu bây giờ gã ra mặt đấu khẩu với hải lão công thì cả lão lẫn thái hậu phát giác ra việc gã nghe trộm việc cơ mật. Dù hải lão công không giết được gã, thì thái hậu cũng chẳng buông tha nào. Bỗng nghe hai tiếng lập cập vang lên, đó là hai tiếng hàm răng gã run chạm vào nhau phát ra. Gã vội ngậm miệng chặt lại, may sao giữa lúc ấy hải lão công nổi cơn ho sù sù. Đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng lão ho mà thôi. Lại nghe Hải Lão Công nói, khi đó Trịnh Phi tự sát theo chúa, trong chiều nhiều người khen ngợi Trịnh Phi tuần tiết, nhưng cũng có lắm ké thì thầm bàn tán nói là Trịnh Phi bị Thái Hậu bức bách mà chết theo chúa, chứ không phải bản ý bà muốn tự sát. Thái Hậu tức giận nói, bọn nghịch thần mục vô quân thượng này chẳng sớm thì muộn phải bị trừng trị không thể dung tha chúng được. Hải Lão Công nói, nhưng bọn họ nói đúng, không phải Trịnh Phi cam tâm tình nguyện tự sát. Thái hậu hỏi, cả người cũng bảo là trịnh phi do ta bức bách phải tự sát chăng? Hải lão công tông, xin cắt bỏ hai chữ, bức bách, đi. Thái hậu sừng sốt hỏi, người bảo sao? Hải lão công tông, trịnh phi bị người giết chết, chứ không phải bị bức bách tự sát. Nô Tài đã hỏi tường tận những tên ngõ tác khâm liệm trịnh phi và được biết lúc đại liệm, bao nhiêu xương cốt trong mình bà đếu bị gãy nát. Cả xương hoa cây cũng vụn như, công phu giết người này kêu bằng, hóa cốt miên trường có đúng thế không? Thái hậu đáp: ta biết thế nào được. Hải lão công nói: nô tài nghe trên thế gian có môn hóa cốt miên trường này, người bị đánh đòn toàn thân không có chỗ nào khác lạ. Sau bốn năm, hải cốt mới dần dần nát vụn. Nhưng người luyện công phu này chưa đến nơi mà phóng trường đánh chúng ai thì lập tức kẻ đó xương cốt bị nát như. Hôm ấy người ta còn nói lúc ban đầu thì thi thể của trịnh phi không có điều chi khác lạ, mãi đến chiều tối hôm nhập liệm. Bỗng thấy thi thể mềm nhũn tựa như người không có xương. Tên ngọ tác phụ trách việc khâm liệm sơ hết hồn, gã cho là thi thể biến hình mà không dám một câu nào. Nô tài vừa ra oai bức bách, vừa dùng lợi nhử mùi, cùng là dùng rất nhiều cách tra khảo. Gã chịu cực hình không nổi mới công khai sự thực, tâu thái hậu, thái hậu là bậc thánh minh xin xét đoán công phu hóa cốt miên trưởng này đánh chúng người sau hai ba ngày làm cho hài cốt gãy vụn thì chắc rằng công lực của họ chưa luyện được đến độ xuất thần nhập hóa. Có đúng thế không? Thái hậu cất giọng thâm trầm đá tuy chưa đến chỗ thâm hậu tuyệt đỉnh, nhưng vậy cũng có đã có chỗ dùng được rồi. Hải lão công nói, dĩ nhiên là hữu dụng, lão chưa dứt lời lại nổi cơn ho sù sụ hồi lâu hết cơn ho, hải lão công nói tiếp, dĩ nhiên là hữu dụng, hữu dụng mới giết được trịnh phi rồi giết được cả hiếu khang hoàng hậu nữa vì tiểu bảo lẩm bẩm tổ bà nó sao lão vua già này lại có lắm hoàng hậu đến thế lại một hiếu khang hoàng hậu nào nữa hoàng hậu của lão so với các mụ tiểu nương trong lệ xuân viện thành dương châu có lẽ còn nhiều hơn đem hoàng hậu tĩ với gái điếm ở kỹ viện cũng chỉ có vi tiểu bảo là một nguyên thuận chị hoàng đế có bốn bà hoàng hậu thì hai bà chân chính bà thứ nhất trong lịch sử kêu bằng phế hậu Thanh Sử chép bà là người xinh đẹp, thông minh và là cháu gái mẹ của Đức Vua. Thanh Sử còn chép rằng Đức Vua ưa giản dị chất phác, mà Hoàng hậu thì có tính xa xỉ vừa hay, ghen tuông, nhiều lần ngủ nghịch với Thánh Thượng. Khi đó thuận trị Hoàng đế cực kỳ sùng ái đồng ngạc phi, Hoàng hậu nổi cơn ghen không ngớt to tiếng với Hoàng đế. Thuận trị Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ liền giáng chỉ phế bỏ Hoàng hậu, các vương, công đại thần đều phản đối việc này cuộc tranh chấp kéo dài đã lâu, sau đó mới kết quả là hoàng hậu bị thuận trị hoàng đế phế bỏ 10 năm. Thuận trị hoàng đế dĩ nhiên muốn lập Đồng Ngạc Phi làm hoàng hậu. Nhưng Đồng Ngạc Phi lại không phải là người xuất thân từ hoàng thân quốc thích hay một gia đình đại quý tộc, nên nhà vua đành lập một thiếu nữ có họ gần với mẫu thân của ngài lên làm hoàng hậu. Đời sau kêu bà này là hiếu huệ hoàng hậu, dĩ nhiên việc lập hậu này là do chủ trương của hoàng thái hậu còn thuận trị hoàng đế chỉ miễn cường tuân theo chớ ngài không thích. Thanh sử chép rằng, năm thuận trị thứ 11, tháng 5 bà được đón vào cung làm, vương phi, tháng 6 được thăng làm hoàng hậu. Đồng Quý Phi được nhá vua sủng ái mà hoàng hậu thì nhà vua ít khi hỏi tới. Năm thuận trị thứ 15, tháng riêng Hoàng Thái Hậu không dự tiết nguyên tiêu, đức vua của trách hoàng hậu lễ tiết khiếm khuyết, thuận trị hoàng đế càng yêu thương đồng ngạc phi lại càng tìm đường chỉ trích hoàng hậu mẫu thân của nhà vua mắc bệnh, hoàng hậu cũng bị chỉ trích là không hầu hạ được đến nơi đến chốn. Nhà vua lại muốn phế bỏ hoàng hậu, nhưng hoàng thái hậu hết sức bênh vực con dâu, ngôi hoàng hậu này được thăng lên chức hoàng thái hậu, còn hai bà nữa không phải là hoàng hậu chân chính. Một bà là mẫu thân của vua Khang Hy, phụ thân bà là Đông Đô Lại, vốn người Hán tộc, vì vậy vua Khang Hy có phân nửa huyết thống người Hán. Bà này nguyên là một vị phi tần, nhưng mẹ nhờ con mà thành quỷ hiến. Vua Khang Hy lên ngôi hoàng đế được hai năm tôn bà lên địa vị hoàng thái hậu. Nhưng năm Khang Hy thứ hai, tháng hai bà tạ thế. Trong lịch sử kêu bà là Hiếu Khang Hoàng hậu, vị hoàng hậu sau cùng của tuận trị hoàng đế là Đồng Ngạc Phi. Thanh sử chép rằng năm thứ 18 bà vào cung chầu hầu được đức vua quyến cố hậu đãi, và sủng ái nhất trong hậu cung. Đồng Ngạc Phi chết rồi được truy phong làm hoàng hậu và kêu bằng đoan kính hoàng hậu. Vì tiểu bảo không biết hiếu khang hoàng hậu là vinh mẫu của vua khang hy. Gã nghe thay âm của thái hậu lạc hẳn đi, thì lấy làm quái lạ mà không hiểu nguyên do. Bỗng nghe hải lão công lại nói, tên ngõ tác khâm liệm hiếu khang hoàng hậu cũng là gã đã khâm liệm đồng ngạc phi, trịnh phi. Thái hậu ngắt lời, tên ngõ tác khốn kiếp đó nói nhăng nói càn gì lắm thế. Gã đã vô hãng những người phụ trách công việc trong cung, tội đáng chu di. Hải lão công nói, Thái hậu muốn biết gã, nhưng hiện nay giã chậm quá rồi. Thái hậu hỏi, người giết gã trước rồi ư? Hải lão công tông, không phải, hơn một năm trước đây, nô tài đã sai gã lên chùa Thanh Lương trên ngũ Đài Sơn, đem hết tình hình nội vụ tâu cho Thái thượng Hoàng hay. Sau đó nô tài lại bảo gã cao bay xa chạy đến miền Nam Hoang ẩn tính mai danh để tránh khỏi họa sát thân. Thái hậu cất tiếng run run, thủ đoạn của ngươi, thật là tàn độc. Hải lão công tông thủ đoạn tàn độc là trò vào người khác, nô tài lấy làm tự thẹn còn thua người đó. Thái hậu lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi: Đêm nay ngươi đến ra mắt ta là có dụng ý gì? Hải lão công tông nô tài đến đây xin hỏi thái hậu một điều để trở về tô lại với thái thượng hoàng. Bốn người là đoan kính hoàng hậu, hiếu khang hoàng hậu, đồng ngạc phi và vinh thân vương đều chết bất đắc kỳ tử, do đó mà chúa thượng rời bỏ ngôi vua xuất gia đầu Phật người đã hạ thủ là một nhân vật có bản lãnh thần sầu quỷ khốc. Nô tài liều chết xin hỏi Thái Hậu, vị cao thủ đó là ai? Nô tài đã giả nua, lại mắc chứng bệnh bất trị, hiện chẳng khác gì ngọn đèn tàn trước gió. Nhưng chết mà không biết việc này, cũng không nhắm mắt được. Thái Hậu lạnh lùng đá cặp mắt người đã đôi mù nhắm lại hay không cũng thế mà thôi. Hải lão công tâu, nô tài tuy đôi mắt, nhưng trong lòng rất là sáng suốt. Thái hậu hỏi vặn, trong lòng ngươi đã sáng suốt, hà tất còn đến hỏi ta. Hải lão công tông, vụ này cần hỏi cho biết rõ để người ngay khỏi bị oan uổng. Mấy tháng nay nô tài đã hết sức điều tra xem tay cao thủ về võ học ở trong cung là ai. Vụ này tra xét cực kỳ khó khăn, nhưng may sao trong lúc vô tình lại được biết Đức Đương Kim Hoàng Thượng rất giỏi võ công.